Chào đón tất cả các quý vị và các bạn đang đến với kênh Đọc Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, tình yêu là gì mà nó làm cho con người ta phải khổ sở đến vậy? Đường thẳng lại bỏ qua và chọn cho mình đi đường vòng chỉ để chứng minh cho tình yêu, liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn của Danh hay không? Anh yêu Tú Anh nhưng lại luôn làm những việc để Tú Anh hiểu lầm. Phải chăng anh là người thích sự khác biệt cho tình yêu thêm chút gia vị và cả thi vị? Để hiểu thêm về cuộc tình trời định giữa Danh và Tú Anh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này qua giọng đọc của Hồng Huệ. Truyện ngắn của tác giả Ánh Dương có tên gọi Hôn Nhân Không Tình Yêu. Người ta bảo tuổi trẻ cho chúng ta cái quyền được mắc sai lầm, nhưng có những sai lầm không thể nào sửa chữa, giống như nhà tù u uất chôn vùi cuộc đời trong bóng tối. Tôi của tuổi 18 đã vô tình biến mình thành kẻ thứ ba, để rồi sau gần năm rưỡi trôi qua, đây vẫn là dấu hiệu mọi người dùng để nhắc về tôi. Trà Xanh. Khiếp, người gì đâu, cái mặt rộng bành ra mà thấy mỗi hai con mắt. Thì mắt to mới ra dáng Trà Xanh cướp chồng chứ. Cứ nghĩ cái cảnh phải ngồi chung với nó mà em không chịu được. Bác Ái nói Tú Anh đến đây rồi thì mọi người hòa thuận với nhau đi, để bác phiền lòng rồi lại tội cho anh Danh hả chị? Cái bọn này cũng tại con nhỏ Trà Xanh kia chứ, không hai người đã lấy nhau rồi. Giờ bé Thóc có khi là con của anh chị cũng nên. Tôi núp trong bếp nghe người yêu cũ của chồng, em dâu chị ta cùng bạn của nhỏ em nói chuyện. Thật ra tôi không thích đến những chỗ như thế này, nhưng vì mẹ chồng tôi sợ Thóc sau này sẽ thấp kém như mẹ nên mới bắt tôi tham gia vào hội mẹ bỉm của mấy gia đình tài phiệt, để con bé được tiếp xúc với những tinh hoa của xã hội thượng lưu. Tôi lấy bánh nướng từ lò vi sóng bỏ vào đĩa pha lê, tự nhiên bê lên nhà, dạ đò không hay biết chuyện bọn họ vừa nói. Mọi người đến ăn bánh đi ạ. Hai đứa kia thì ghét tôi ra mặt rồi, mấy cô vợ khác đang cắm hoa cũng chẳng thèm để ý đến lời nói thấp kém của đứa có tiền án giật chồng như tôi. Chỉ có mỗi người yêu cũ của chồng là đi đến vui vẻ ăn bánh. Tính ra chị ta cũng tội, người đến trước lại trở thành kẻ đứng phía sau, vốn là người yêu này lại thành tình nhân trong bóng tối. Bánh ngon quá mấy đứa, bọn em cũng qua thử đi. Nghe vậy, hai con bé kia cùng những người khác mới chịu đến, mỗi người lấy một miếng rồi thủng thẳng bỏ đi. Một lúc sau, có lẽ vì ngại mẹ chồng tôi, bọn họ mới ậm ừ rủ tôi ra vườn dạo. Nhưng lúc ấy tôi đâu còn tâm trí dạo với trà chơi. Bảo mẫu ôm cái Thóc đến, đầu nó u lớn một cục, miệng thì mếu máo khóc. Tôi đoán 8-9 phần con tôi lại bị ăn hiếp, đây cũng không phải lần đầu. Bảo mẫu vội nói, lũ trẻ giành đồ chơi, không may Thóc bị ngã va vào cạnh bàn. Thóc nhà tôi chỉ là một hạt giống nhỏ bé, đấu làm sao được với cái lũ gốc xì trẻ neo nhà bọn họ. Nhìn con mà tôi rơm rớm nước mắt, tôi đến bế em, được núp vào lòng mẹ, bé mới cảm thấy an toàn, một hồi thì nín khóc. Bình thường Thóc rất hiếu động, nhưng giờ cứ nằm in trên vai tôi như con gà rù, mắt cũng chỉ vùi lên mấy họa tiết in chìm trên áo tôi. Dường như nhỏ như thế, bé đã nhận ra sự ghẻ lạnh của nơi này dành cho mẹ con chúng tôi. Họ đã không còn có lòng chứa chấp, thế thôi, tôi xin về trước. Mấy người kia tất nhiên là xì xào to nhỏ, bảo tôi chả có phép tắc. Biết chắc chuyện này kiểu gì cũng lọt vào tai mẹ chồng, nhưng tôi mặc, giờ mà còn ở đây chắc Thóc nó bị sang chấn tâm lý mất. Rời khỏi cái biệt phủ nguy nga lộng lẫy, tôi ôm con bé đang ngủ say đứng dưới gốc cây cổ thụ cách đó vài mét. Khu này nằm sâu trong núi, tìm đường đến không phải là việc dễ. Anh taxi chắc lạc đường rồi. Mà để lũ ấy nhìn thấy cái cảnh chật vật đợi xe của mình, tôi lại không muốn, nên chỉ biết trốn tạm ở đây. Dưới tán lá xanh rì, tôi phát hiện xe của chồng mình đang tiến vào cổng lớn của biệt phủ. Hèn gì
Dạo này lão ấy rất ít về nhà ăn cơm tối, hóa ra đến nhà người yêu cũ hâm nóng tình cảm. Đợi một lúc, cuối cùng anh taxi gọi lại, tôi chỉ đường một hồi, rồi anh đó cũng tìm đến nơi. Khi được hỏi muốn đi đâu, đột nhiên tôi lại do dự. Với tâm trạng hiện tại, hẳn là chẳng muốn về nhà. Nghĩ một hồi rồi quyết định đọc địa chỉ nhà nhỏ bạn. Thật ra đã lâu không lui tới, lúc đọc ra có chút không chắc chắn, cũng may trí nhớ tôi vẫn còn xài được. Con nhỏ thích tấu hài ấy, vừa nhìn thấy tôi đã làm mặt lỗ bịch, mồm chữ O mắt chữ A, điệu bộ không thể nào bất ngờ hơn. Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Tao đủ mệt rồi, đừng có chọc nữa. Thấy tôi muốn khóc đến nơi, còn một nách ôm con như kiểu bị đuổi, nó mới thôi bỡn cợt, né qua một góc cho tôi vào, giọng có chút lo lắng. Chuyện gì? Vào nhà đi. Tôi ôm con vào nhà, nơi này vẫn vậy, chỉ có tôi là đã thay đổi quá nhiều. Đặt thóc lên giường, tôi tự nhiên xuống bếp rót nước lọc uống. Nhỏ bạn cũng đi theo tôi, tất nhiên là để nhiều chuyện. Bị cái gì? Nói nhanh lên con quỷ. Tôi uống hớp nước cho thanh giọng, rồi kể tất cả sự tình. Nó vừa nghe vừa gật gù. Nhưng mà, người yêu cũ của chồng mày có con rồi à? Không, thậm chí là chưa chồng. Vậy thì đến hội mẹ bỉm làm gì? Thì nhà chị ta, em dâu cũng trong hội ấy. Ẻo khiếp, em dâu có con rồi, chắc bà này cũng lớn nhỉ? Phụ nữ trưởng thành mà, hình như năm nay 30. Nhắc đến đây, dường như tôi cũng thấy có chút áy náy. Nếu hồi đó không có chuyện kia, chắc chị ta đã lên xe hoa với chồng tôi vào năm 28 tuổi. Một độ tuổi vừa đủ đẹp cho chuyện lập gia đình. Gù chồng mày mặn thật đấy. Vợ trẻ đẹp thế này, không thích, lại mèo mả với mụ gái già. Vừa nói, nó vừa cong môi rẻ bỉu. Không già, 30 mà trẻ như gái 18 ấy. Với cả, tôi là người đến sau. Nếu nói mèo mả, hẳn tôi với chồng mình là người tiên phong. Nhưng trứng thì sắp rụng hết rồi. Còn bạn tôi luôn có những logic mà tôi chẳng tài nào cãi lại. Đến cùng, chỉ còn biết thỏa hiệp. Một hồi, đến giờ đói nên thóc bật dậy khóc. Tì nó xong mới phát hiện ra đang ở chỗ mới. Còn nít mà, nó lại tò mò bò khắp nơi. Tôi ngồi trên ghế sofa trông con, sợ bé tái máy phá thứ gì đó nguy hiểm. Trà Thanh từ trong phòng đi ra, cầm trên tay một tấm hình đưa cho tôi. Hôm nọ dọn nhà, thế quái nào lại tìm ra cái thứ này. Tôi nhận ảnh. Tấm này được chụp vào cuối năm cấp 3 của tôi và Thanh. Khi ấy tôi khá quậy, suốt ngày đi ba đi búp. Điều đặc biệt là tôi của những năm tháng mới lớn luôn phơi phới trong cuộc tình thanh xuân. Lúc ấy còn không ngại khóa môi bạn trai. Cả đám ngồi cùng nhau trong một quán cà phê. Lũ chúng nó cũng có đôi có cặp, nhưng chỉ khoác vai nhau nhìn vào máy. Chỉ có tôi và tên ấy là chơi trội. Chả Huy sắp về nước rồi, hôm qua còn lên group hẹn cả đám đến quán bar hồi tụi mình hay lui tới làm một bữa. Thành nhìn tôi một hồi, tỉ mỉ quan sát sắc mặt tôi rồi mới nói, mày có muốn đi không? Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi ngưng sử dụng Facebook, thế cho nên mọi hoạt động của nhóm bạn cũ đều mờ tịt. Mẹ chồng bảo nó không an toàn cho dùng mỗi Zalo. Tôi thì ít bạn bè thân thiết, Zalo tải về cũng để đấy, chủ yếu dùng để báo cáo với mẹ chồng cũng như là gia đình nhà chồng về lịch trình của mình. Ê, ơi, mày để hồn đi đâu đấy? Tao nói này, đây là dịp để mày lên mặt với thằng Huy đấy. Ngày xưa nó tệ với mày, thì bây giờ cứ lấy tiền để bẹp nó cho tao. Nhắc đến tiền tôi mới nhớ, trước lúc chia tay tôi cũng dùng tiền làm tên Sở Khanh ấy xanh mặt. Không thể phủ nhận việc làm này không tồi, rất có lợi trong việc giải tỏa tâm lý. Giờ tôi lại đang bị stress, tất nhiên là rất muốn tìm chỗ trút giận. Dù gì, nhà chồng tôi cái gì cũng thiếu, chỉ thừa mỗi tiền. Bình thường, chẳng biết tiêu tiền vào việc gì. Hôm nay đột nhiên nghe đến việc dùng tiền, tôi lại cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là thông tin tôi đi ba mà tới tai gia đình chồng chắc loạn mất. Nói một hồi chuyện cũ, nhìn đồng hồ mới hay đã đến giờ cơm tối. Tôi luống cuống ôm con về.
Cây Thanh nhìn tôi hử lạnh. Ngày xưa trời có sập mày cũng chẳng sợ, thế quái nào giờ lại sợ mẹ chồng như sợ cọp thế hả? Tôi chỉ biết cười cười cho qua chuyện rồi ra cổng bắt xe. Không ngờ chiếc xe đậu trước nhà nhỏ bạn lại là của chồng tôi. Anh ta ngồi sau nghịch điện thoại, chỉ có bác Tài hạ cửa kính, trìu mến nói, lên xe đi cô, đoạn đường này dễ xảy ra tai nạn lắm. Tôi dạ một tiếng, tính xuống ghế sau cho thoải mái, nhưng thấy cái mặt nóng lạnh thất thường của chồng lại thôi. Mở cửa ghế phụ cạnh Tài, tôi ôm con lên ngồi. Bác ấy cũng quen với kiểu lạnh nhạt của vợ chồng nhà tôi nên không thắc mắc, từ từ khởi động xe. Thóc lúc này cứ dán mắt nhìn mấy hình ảnh bên ngoài cửa kính. Bé chưa biết nói, nhưng độ hóng hớt thì miễn bàn. Tôi chỉ tay lên bầu trời. Cái nhỏ nhỏ kia là sao? Còn tròn tròn là trăng nhé Thóc. Còn hình như hiểu nên nhoẻn miệng cười khúc khích, rồi nói một thoạt ngôn ngữ của trẻ con mà người lớn thật ra nghe không hiểu. Tôi cố tương tác với bé, đành giả bộ hiểu lời bi bô của nó, chặt lưỡi hùa theo. Ờ, đúng rồi ấy, Thóc giỏi quá nè. Đi được một đoạn, xe ghé vào một nhà hàng 5 sao cao cấp. Đang thắc mắc tại sao chồng tôi có mặt tại đoạn đường nhà cái Thanh thì giờ đã tỏ anh ta chẳng qua tiện đường đi mua gà hầm thuốc bắc cho mẹ chồng tôi. Bà ấy thích nhất món ăn chỗ này, như kiểu fan cuồng ấy, vài bữa là phải đến ăn, không đến thì cũng mua về. Mãi cũng đến nhà, tôi còn chưa kịp thở phào đã bị chồng làm cho nghẹn ngào. Đem Thóc lên phòng để tôi xem vết thương. Nói xong, chồng tôi ỷ có việc có cặp chân dài bỏ lên phòng trước. Lão ấy mới từ nhà người cũ về, chắc lúc làm tình lại tỉ tê to nhỏ với nhau nữa rồi. Nhà chồng tôi được thiết kế theo kiến trúc cổ, đi đâu cũng toàn là gỗ quý. Hồi mới về làm dâu, một ngày tôi cũng phải va vào chúng mấy lần, chân tay bầm tím hết cả. Cũng may chưa làm chóc lớp sơn bóng bên ngoài, nếu không mẹ chồng sẽ vì xót của mà mắc công mắng nhiếc đứa ăn tàn phá hoại như tôi. Thấy tôi vào, giọng bà đã vang vẳng. Cô làm cái gì mà để con bé u đầu thế kia hả? Có chăm con mà cũng không xong, tôi cũng chả biết cô được tích sự gì nữa. Tất nhiên là mẹ chồng chưa thấy cái u to tướng trên mặt Thóc, nhưng hẳn đã có người nói với bà rồi. Tôi cũng chả lấy làm ngạc nhiên, lũ nhà giàu ấy nhìn ngoài thì đạo mạo gia giáo, thực chất cũng chỉ là mấy đứa dỗi hơi thích đâm chọc vào nhà người khác. Tôi vừa vào tới cửa, mẹ chồng đã vất tay cho người giúp việc ôm Thóc đi đến chỗ bà. Vì người quen đến bồng nên bé vẫn dương đôi mắt trong veo, chả mảy may ý định quấy. Còn nhớ lúc mới phát hiện con bé là gái, bà ấy đã bất mãn với tôi ra mặt, còn ví Thóc với vịt bầu ăn hại. Nhưng hình như con bé đã biết bà nội ghét mình, thế nên lựa ngay ngày thần tài chào đời. Sau đó chả hiểu vì sao việc kinh doanh nhà chồng tôi ngày một thuận lợi. Một lúc mở được hẳn mấy cái bệnh viện lớn. Đã thế, mấy bà cứ nói nịnh nọt bảo Thóc nhà tôi là của trên trời rơi xuống. Từ đó mẹ chồng từ ghét bỏ lại chuyển sang cưng nựng. Cô nên nhớ nó là con cháu, không giống cô. Mẹ chồng nói được vài chữ thì cái Thóc ngồi dưới lại cố nhét cả tay vào miệng bà trêu ghẹo. Cuối cùng cũng chả nói được lời nào tử tế. Tôi buồn cười mà phải cố nín. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn, Thóc nhà tôi quá đỉnh. Sau đó vì không tin tưởng trình độ làm mẹ của tôi nên bà đã trực tiếp mang bé lên cho chồng tôi khám. Tính ra nhà có ông bác sĩ cũng hay, còn ít nhiều khi ốm đau bất chợt anh ta ở bên chăm sóc tôi cũng đỡ vất vả. Lão xem một hồi rồi bảo không sao, không cần uống thuốc, bôi sờ sờ bên ngoài là được. Chồng tôi rất hạn chế việc dùng thuốc cho Thóc, phải thật sự cần thiết lắm mới cho bé tiếp xúc với con dao hai lưỡi kia. Bữa cơm tối diễn ra trong tĩnh mịch, bình thường gia đình cũng rất ít khi nói, nhưng chuyện hôm nay đột nhiên lại thấy mẹ chồng hình như vẫn chưa nguôi ngoài việc tôi thất trách để Thóc bị thương. Vài ngày sau đó, trong một cuộc điện thoại, bà không ngừng phàn nàn về đứa con dâu là tôi. Cái Tú Anh đó hả? Ôi giời ơi, vụng lắm, chả được tích sự gì cả. Chằm chồng đã kém,
đến con cũng chả biết trông. Chẳng biết bên kia nói gì, bà lại châm một câu. Giá cái Thục Khuê nhà chị mà làm dâu nhà tôi thì đỡ biết mấy, con bé khéo léo ngoan hiền, nghĩ mà tôi vẫn còn tiếc hủi hụi. Thế ra mẹ đang nói chuyện với Thông Gia Hụt, hèn gì giọng điệu lại ngọt ngào thân mật đến thế. Vâng, dành chị cứ bảo cháu nó sang chơi, tôi ở nhà mãi cũng chán, còn Tú Anh thì chẳng nói được câu nào nghe lọt tai cả. Thấy tôi từ cầu thang đi xuống, mẹ chồng vội vàng nói vài câu, đại loại tạm biệt rồi cúp máy. Học cái thói ở đâu thế? Xuống mà không biết đường chào hỏi à? Cứ như mà thì có ngày hù chết tôi đấy. Tôi vốn đã chịu đủ mọi áp lực dồn nén, nay lại bị mẹ chồng hắt hủi, ức lại càng thêm ức. Rõ ràng bà đang nói xấu tôi, thế mà còn trách tôi không chào. Nếu tôi chào, hẳn lại trách tôi chả biết ý tứ, phá hoại cuộc vui của bà với Thông Gia Hụt. Mẹ, còn nói chuyện với mẹ một lúc được không ạ? Mẹ chồng tôi cười khẩy như kiểu, cô mà có chuyện gì để nói à? Nhưng cuối cùng vẫn ừ một tiếng cho có lệ. Bà ấy lúc nào cũng tạo cho người khác cơ hội, để rồi dập tắt nó theo kiểu đủ thủ tục pháp lý. Còn về nhà mình cũng được hơn 5 năm rưỡi. Cái thóc ngày một lớn hơn, nếu sau này con bé biết bà nội xem thường mẹ nó thì nó sẽ có cảm giác gì ạ? Mong mẹ sau này đừng hạ thấp địa vị của con trong mắt bạn bè của mẹ nữa. Tôi nói vậy vì không muốn nhắc đến gia đình bên kia. Tôi cũng có sĩ diện của mình. Mẹ chồng tôi có thể la, có thể mắng, nhưng đi bêu díu tôi với gia đình người yêu cũ của chồng thì thật quá thể. Cô cứ có trách nhiệm đi, thì tôi đâu phải đi phàn nàn này phàn nàn nọ. Nghe vậy như kiểu mọi cố gắng hòa nhập cái nhà này của tôi đều công cốc. Con có thể chưa tốt, nhưng con đã cố gắng rất nhiều thưa mẹ. Bước vào nhà này, tôi đã chấp nhận thay da đổi thịt, ngay cả sở thích cũng đi theo khuynh hướng nhà chồng. Tôi đã thuộc lòng 7749 món ăn nhà tài Việt, nghề nghiệp thì theo nguyện vọng của họ. Vậy mà sau tất cả cố gắng của tôi, đổi lại một câu vô trách nhiệm từ bà. Tôi muốn khóc lắm rồi, nhưng cố dặn lòng không thể yếu đuối. Cuối cùng không khóc thật mà đáy mắt lại đỏ hoe. Bà chồng tôi đi ra ngoài về đúng lúc mẹ con đang căng thẳng. Ông lạnh giọng, lại gì nữa? Chuyện vợ chồng con cái nhà nó, sao bà chen vào làm gì? Mẹ chồng chân chân nhìn tôi nạt, về phòng đi. Tôi cắn môi, dù tức tưởi nhưng cố gắng xin phép hai ông bà rồi mới dám rời đi. Tôi qua phòng con, thấy bé đang chơi với hai dì bảo mẫu, cái miệng cười toe toét, thậm chí còn chu lên ê a với mấy dì. Nhìn con một hồi, tôi quyết định không vào với em nữa, sợ ở lâu cầm lòng chả được lại lòm trò hề trước mặt nó. Tôi về phòng, chui vào nhà tắm xả nước đầy bồn, thả cơ thể ngập vào làn nước, gột rửa hết thảy những buồn phiền đeo bám tâm trí mỏng manh. Nhắm mắt lại thư giãn, một loạt hình ảnh thuộc về quá khứ chạy dọc theo đại não. Tôi dù không muốn vẫn phải chấp nhận phần quá khứ kia. Câu chuyện bi kịch cuộc đời bắt đầu vào ngày sinh nhật của tôi. Tên Huy lôi cả một đám bạn bè loi choi đến quán bar sang nhất nhì thành phố chúc mừng. Giữa tiếng nhạc sập sình, dưới ngọn nến, tuổi 18, chúng tôi cứ thế trao cho nhau nụ hôn dài bất tận trước biết bao ánh nhìn ngưỡng mộ của đám bạn bè. Hôm đó khá vui nên tôi uống hơi nhiều, kết quả phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến lúc đi ra lại để sẩy mất tên bạn trai. Quen cái kiểu dính với họ như Sam, vắng liền chịu không được, thế là cứ lang thang khắp sàn nhảy tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mãi đến khi gặp Thanh, nó cười cười chọc ghẹo, gớm, lại đi tìm hoàng tử à? Mày có biết Huy ở đâu không? Gã ấy và lũ thằng Phú đi vào nhà vệ sinh từ nãy giờ, chả biết có phải chơi bê đê không? Tôi nghe nó nói cáu tiết, còn điền, mày cẩn thận, tao đạp chết. Em sợ chị quá cơ. Nó ra khỏi sàn, đi, tao dẫn mày đi tìm hoàng tử. Nó dẫn tôi đến nhà vệ sinh nam, vì thân phận con gái nên cả hai không dám manh động. Còn Thành gõ cốc cốc vào cửa. Bên trong mấy tên thanh niên lòi nhòi quát, mẹ kiếp, đi chỗ khác chơi,
mấy ông đây chưa giải quyết xong. Là tiếng thằng Phú, vậy hẳn Huy của tôi cũng ở trong này. Tôi định gọi anh nhưng bị cuộc trò chuyện của bọn họ gián đoạn hành động. Cuối cùng tay tôi giơ trên không, bắt đầu hạ xuống. Mày cứ tính dùng tay mãi thế nè. Lũ bọn tao cô đơn thì đành, chứ mày có cục mỡ mơn mởn như thế, lo sời đi. Chúng mày nghĩ tao không muốn chắc. Giọng Huy có vẻ bực dọc. Tú Anh chưa chịu, sời để đi tù à? Cái thằng rõ ngu, yêu chay thế mà cũng chịu được. Mày lo mà lôi nó lên giường đi, để thằng khác làm trước thì lại uổng công chăm em từ bé. Tất nhiên, cái đó phải thuộc về tao rồi. Tao tốn biết bao nhiêu tiền của, chẳng qua cũng chỉ để chờ cái giá trị đích thực từ cái ngàn vàng kia. Chúng mày yên tâm, hạn chót là cuối tháng này, Tú Anh phải là của tao. Tao thấy tụi mình cũng nên học thằng Huy, chăm mấy em rau sạch, ăn cho đảm bảo sức khỏe. Chứ giờ toàn lũ bơm thuốc bảo quản mà cứ luôn mồm, em còn Trinh Nguyên. Cả một đám trong ấy cười nói dâm đãng. Tôi siết chặt tay, mặt mày trắng bệch. Trả Thanh bên cạnh vỗ vai trấn an. Thổi về, cái lũ khốn ấy để ý làm gì? Nói rồi hai chúng tôi rời khỏi ba. Đêm đó tôi mất ngủ, mơ màng lại nhớ về những ngày tháng trước đây của hai đứa. Nhớ những lần hắn yêu thương chăm sóc tôi. Không ngờ tất cả chỉ là giả dối. Đến cùng cũng chỉ vì cái màng mỏng manh mình chứng cho sự trong sạch của một đứa con gái mà Huy muốn lấy từ tôi. Tôi gặp Huy năm 15 tuổi. Khi ấy tôi bị cha hờ ném cho một vali tiền rồi tống khứ ra khỏi cửa. Đứa trẻ vị thành niên loài hoài ngoài xã hội, trong tay lại có quá nhiều tiền thì sẽ làm gì? Tất nhiên là tìm chỗ tiêu xài. Trong những chốn ăn chơi ấy, tôi gặp Huy. Một đứa nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, có người quan tâm chăm sóc, thế là nhanh chóng lao vào cuộc tình. Cứ ngỡ ở một nơi tối tăm của những quán bar vẫn còn sót lại chút ánh sáng rọi đường cho những trái tim nồng nhiệt. Nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng của những đứa trẻ chưa đủ khôn. Sau lần đó, Huy gọi điện tôi tắt máy. Vài hôm trôi qua, tôi nảy ra một ý định điên rồ. Cái gì? Mày điên hả Tú Anh? Thành đang ở dưới bếp nấu cháo cho hai kẻ thất tình. Đột ngột, mang mùi lên như muốn ám sát tôi. Thật ra, nó là con riêng của một lão đại gia và cũng bị đẩy ra ngoài. Trả Thành cùng hội với bọn kia, nhưng tôi thấy nó khác. Chơi bời lêu lồng mà vẫn đi học đều đều. Tôi vào hội được thời gian thì Thanh rủ qua sống cùng. Nó bảo thấy tôi hiền, sợ bị bọn kia lôi kéo. Sau rồi hai đứa cùng nhau học chung trường cấp 3. Có thể nhờ nó mà tôi trong những tháng ngày xa ngã vẫn còn giữ được cho mình một đường lui. Hai đứa sống chung một nhà, buồn vui gì cũng kể. Khoanh chân trên ghế sofa tôi khẳng định, ừ, tao muốn bán Trinh, mày có quen mối nào thì tìm cho tao đi. Bộ mày thiếu tiền à? Không, chứ vì lý do gì? Tôi nhìn nó cười nhạt, tao muốn xem giá trị đích thực từ cái ngàn vàng. Còn rổ này, mày bận tâm chi cái lời thằng Huy nói? Tao không bận tâm, tao chỉ thấy chẳng có thằng đàn ông nào xứng đáng cho mình trao thân cho tụi nó cả. Và tôi cũng chẳng phụ kẻ chịu chi để có được cái mảng kia. Với Huy tôi sẽ trả đủ. Ừ, mày nói cũng đúng, nhưng mà lũ mua Trinh không dễ chơi đâu. Tao không sợ. Lúc đó tôi bị thù hận lấn át lý trí, chẳng còn biết trời trên cao và biển thì sâu thẳm. Nhất quyết một mực đòi bán Trinh cho bằng được. Sợ tôi bị lừa, Thành đành phải lợi dụng các mối quan hệ quen biết trong những quán bar giúp tôi. Một hôm, trong tiết hóa, nó lay lay tay tôi nói nhỏ, này này, lão anh họ tao làm trong bar vừa nhắn qua bảo có mối cho mày rồi đấy. Nếu nó không nói, tôi đã quên bén chuyện mình muốn bán thứ quý giá nhất của đời con gái. Tôi dụi đôi mắt, đang mông lung muốn đi vào giấc ngủ, thì thào nói, ở đâu, bao giờ? Còn giờ hơi, mày không tò mò về cái người mua của mày à? Ừ, thế thì kể nốt luôn đi. Nói rồi tôi gục xuống bàn, nhắm tịt mắt, nhưng hẳn là vẫn nghe nhỏ bạn luyên thuyên. Con nhà giàu thuộc loại khủng ấy, ngọt dài, lại chưa có kinh nghiệm. Bạn lão sợ lão mãi là con gà mờ, nên kiếm gái cho lão thực hành. Xem như mày bán cho tên đó
cũng không tồi. Còn nguyên đai, nguyên kiện lại có tiền. Người ta bán trinh vì thiếu tiền, còn tôi bán trinh vì bất cần. Nghe già thật lố bịch, nhưng vâng, tôi của tuổi 18 đã điên rồ như thế đấy. Nhìn một lượt căn phòng xa hoa, ánh đèn chùm nhàn nhạt, làm cảm giác mất mát trong tôi ngày càng rõ ràng. Một dáng người cao lớn từ từ xuất hiện dưới tầm mắt. Đẹp như Huy, nhưng khí chất dường như hơn tay bạn trai của tôi mấy phần. Tên đó nhìn tôi lạnh nhạt. Cô là ai? Tôi là... Là gái. Tôi không phải. Tôi... Đến đây, đột nhiên chả biết nói gì. Tôi không phải gái, nhưng lại chuẩn bị làm hành động chẳng khác nào mấy chị em ở phố đèn đỏ. Tùy anh. Được rồi, chỉ hôm nay thôi. Ngày mai, tôi vẫn là Tú Anh hiên ngang trước gió. Cô cần bao nhiêu? Thật ra tôi không quan tâm vấn đề ấy lắm. Chết thật, không biết bán cái này thì lấy bao nhiêu cho hợp lý nhỉ? 500 được không? Ý tôi là 500.000. Vì giá mấy chị phố đèn đỏ hình như cũng khoảng thế. Tôi thì không thể so sánh với kiểu nữ được, nên không dám đòi hơn. Thảm làm. Đang định hạ giá một tí thì kẻ kia lại nói trước. Đưa tài khoản ngân hàng đây, tôi cho cô 500 triệu, ôm tiền và biến khỏi mắt tôi. Tôi không cần tiền, cái tôi cần là bảng định giá về cái mảng kia. Nếu nó còn thì tôi cầm tiền cũng chẳng nói lên được gì. Tôi không đi. Có tâm với nghề nhỉ? Giọng anh ta phóng túng mỉa mai. Lúc này tôi mới phát hiện dáng đứng của tên kia có chút chao đảo, áo sơ mi trên người đã ướt đẫm, mắt ngày một đục ngầu. Huy cũng hay say, nhưng như tên này thì tôi chưa từng thấy. Cũng may bình thường tôi vốn rất lì, điều này dường như chưa đủ làm khó được tôi. Một lúc sau, giọng tên đó bắt đầu gay gắt hơn. Đi khỏi đây! Tự dưng bị đuổi khiến tâm lý chống đối của tôi dâng lên mạnh mẽ. Không thích. Biến! Họ càng gắt gỏng, tôi lại càng ương ngạnh. Không, gọi đến rồi đuổi như đuổi tà. Đúng là loại quái thai. Nếu không thích ngay từ đầu, đừng khiến tôi mất công. Giờ tới rồi thì làm cái điệu trong sạch giả dối. Mẹ kiếp! Nói rồi, kẻ đó đi đến xô tôi xuống giường. Còn nhỏ lì lợm trong tôi bỗng chốc bay mất dạng. Mí mắt bắt đầu ngậm trong nước. Khóc lóc cái gì? Tác phong nghề nghiệp ban nãy đi đâu hết cả rồi? Đôi môi nóng bỏng ấy làm tôi sợ hãi. Đột nhiên tôi nhớ đến Huy. Nếu hôm nay cùng tôi lại là hắn, liệu hắn có tệ thế này không? Huy, đừng làm thế, em đau. Trong mơ hồ, tôi bất giác mộng tưởng về người yêu. Kẻ kia dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục. Hai kẻ xa lạ làm những hành động thân mật, nói hòa hợp cả tâm hồn lẫn thể xác là việc không thể. Khi hừng đông thả cho những tia nắng sớm mai, thì kẻ kia xém nữa tẩu thoát thành công. Tôi ngồi dậy và hỏi, ăn bánh không tính trả tiền à? Đôi tay tên kia vì lời nói của tôi mà trở nên vô định, một giây sau liền quay người lại, không mở cửa ra nữa. Đọc tài khoản đi. Tôi có mục đích riêng, tất nhiên muốn nhận tiền mặt. Anh không có tiền mặt à? Nếu tôi có tiền mặt thì đã bị loại như cô chấn lột hết từ đêm qua rồi. Tôi không rõ về cái ngành đó lắm, nhưng xem mấy bộ phim cũng thấy qua, mấy cô gái kia đúng là rất thích lục lọi, bòn rút của cải của những tay mùa tình. Tối qua tôi không lục lọi gì, thế giờ phải cho thêm đấy. Rẻ tiền. Đúng vậy, tôi rất rẻ tiền nên thích nhất là đắp tiền lên người. Tôi muốn tiền mặt, anh không đưa tiền mặt được thì đừng hòng rời khỏi đây. Trước lời đe dọa phèn hết chỗ nói của tôi, tên ấy đến nửa lời cũng không thèm phản bác, nhắn một tin, sau 10 phút có người mang tiền đến thật. Anh ta ném túi tiền phịch xuống đất, tiếng va chạm giữa sàn nhà và tiền vang lên, tìm tôi phút chốc cũng trở nên lạnh toát. Tôi rất bận, không có thời gian giúp cô đắp tiền, chịu khó bỏ đến nhặt mà đắp lấy. Tôi thấy nó thiếu vitamin liềm sỉ lắm rồi đấy. Cạch, người đàn ông kia đã rời khỏi. Tôi nhoài người, lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, nhấp vào danh bạ, gọi vào số đầu danh sách. Chưa đến 5 giây,
Đầu bên kia đã bắt máy. Tú Anh, em làm gì mà giờ mới gọi? Trẻ con vừa thôi chứ, giận gì thì nói anh, hở một tí là lại chơi trò mất tích. Nếu trước đây tôi sẽ vì giọng nói ấm áp kia mà lay động, nhưng giờ đã không thể. Tôi đang ở khách sạn, anh đến đi. Tầm 5 phút sau, bạn trai tôi đã có mặt. Có dùng chân để suy nghĩ cũng biết hắn ta ở gần đây, hoặc thậm chí đã trong khách sạn sẵn rồi. Huy bần thần nhìn tôi, hắn hốc mắt đỏ hoe. Xảy ra chuyện gì? Tôi vẫn bình thản ngồi trên giường, còn cố tình để chăn sộc xệch lộ ra những gì mà tôi muốn cho hắn thấy. Anh nhìn mà không biết à? Tại sao? Còng môi cười lạnh, tôi điềm đạm trả lời. Vì câu giá trị đích thực của cái ngàn vàng. Thấy sắc mặt tay Huy trở nên trắng bệch, tôi vội bổ sung. Và cái giá trị của nó nằm trong túi tiền kia. Tôi chỉ cục màu đen đang nằm lăn lóc dưới sàn. Anh muốn lấy giá trị ấy của tôi, vậy nó đã tìm được chủ rồi đấy. Huy đi đến nhặt túi tiền đó lên. Sau khi thấy trong đó là tiền thật thì chết sững. Có lẽ hắn ta không ngờ tôi biết cuộc trò chuyện của hắn với lũ bạn lo nhoi quậy phá. Tôi biết Huy không thiếu tiền, nhưng tiền kiếm ra từ cơ thể tôi, có lẽ anh ta sẽ có chút hứng thú. Cho dù 500 ngàn hay 500 triệu thì đều hứng thú. Cầm nó và cút khỏi cuộc đời tôi, thứ hèn hạ. Tôi bỏ lại tên ấy rồi vào nhà vệ sinh. Tiếng chảy ồ ồ bên tai dường như mới đủ làm cái não đang rối loạn tĩnh tâm một chút. Mồ hôi, tôi phát hiện cơ thể mình đang run lên cầm cập, không phải vì lạnh mà vì khóc. Tôi điên cuồng kỳ cọ da thịt đến lúc nó ngả sang tái và môi cũng trở nên tím ngắt mới chịu dừng lại. Lấy điện thoại trên kệ, nhấn số gọi cho Thanh. Giờ tôi không cần phải gồng mình nữa, tôi khóc tu tu trong điện thoại. Sao thế? Mày mang quần áo sang cho tao nhé. Nó vội cúp máy, dùng tốc độ bàn thờ đến với tôi. Sau khi ăn mặc tử tế đàng hoàng, tôi ra ngoài. Thành lúc này đang ngồi trên giường, bên cạnh vệt máu của tôi. Khiếp, tưởng bảo lão ấy gà mờ. Gà mờ cái đầu mày, gà đá thì có. Tao gần chết. Lúc này tôi đã nín khóc rồi, khóc nhiều cũng chẳng được tích sự gì. Cái Thành nhìn tôi thương xót. Tao đã bảo rồi, lấy được đồng tiền từ lũ đại gia không dễ đâu. Thôi, về tao nấu cháo bò cho ăn. Giờ thấy mình dại chưa con? Đúng là đồ anh tổ. Tôi là một đứa ngang ngược, muốn làm gì là làm cho bằng được, nên nhiều lúc có bị tổn thương cũng không dám kể lể quá nhiều. Cũng tại mình chứ tại ai. Trả Thanh ngồi bệt xuống sàn, đếm tiền một cách điên cuồng. Đôi mắt lấp lánh như sao hôm, cái miệng cứ cười hoài không ngớt. Tôi khoanh chân trên ghế, vừa gặm ổi vừa cầm điều khiển đổi kênh liên tục. Ngày chủ nhật nhàm chán, mưa nên chẳng thể ra ngoài. Những hạt nước chịu nặng trên lá xanh rơi tí tà tí tách. Đếm hoài, nó cũng có đẻ ra thêm được đâu. Bực dọc với tiếng xoành xoạch chèn vào âm thanh tivi, tôi liếc qua Thanh. Thế mà nó cũng không chịu cất cái bản tính tham lam vào. Ánh mắt vẫn ám mùi thơm của tờ polymer lý sự. Không đẻ được, nhưng có thể nhân đôi cảm xúc vui vẻ. Tôi đến hết cách với nó. Thật ra số tiền này tôi muốn dùng để trả công chăm sóc cho Huy. Dẫu hắn ta có mục đích xấu đi chăng nữa, thì khoảng thời gian qua tôi đã rất vui. Vậy mà tên kia lại biến đi mà không mang theo công sức về cùng. Cả một túi tiền to như thế, nói vứt vào sọt rác lại uổng công tôi. Tính ra đại gia của mày cũng hào phóng phết. Tao mà biết bán trinh được giá thế này, tao cũng cố giữ rồi. Bỏ ngoài tai những lời vo ve có cánh, tay tôi tiếp tục đảo một lượt các kênh để tìm kiếm sự giải trí. Hồi sau, màn hình xuất hiện màu tin ngắn, đại loại là đang kêu gọi từ thiện cho một ngôi chùa. Tôi xoay xoay điều khiển, rồi lấy chân khều khều cái Thanh. Này, tao tính dùng số tiền này làm từ thiện. Hết luôn á? Tôi nhìn nó gật đầu. Bạn tôi liền mắng. Mày điên rồi. Khoản đền bù mà cha hờ dùng để tống cổ tôi ra khỏi tầm mắt đã sớm nướng sạch, nhưng mẹ ruột thỉnh thoảng lại thậm thụt gửi thêm. Cuộc sống lúc ấy của tôi vẫn cứ gọi là khá đủ đầy. Số tiền này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thế là
Dù thanh sót của, nhưng tôi vẫn đem đi làm từ thiện hết. Những ngày sau đó ngoài đi học ra, con bé hư hỏng chỉ còn biết ăn và ngủ. Chia tay rồi, tôi chả còn quan tâm đến mấy cuộc vui vô bổ của đám bạn. Dù gì, sắp học hết cấp 3, không có ý định học tiếp nên chắc tôi sẽ phải kiếm việc gì đó làm. Mẹ tôi có là một tên trộm tài ba thì sớm muộn cũng bị bà Hờ phát hiện. Tôi chẳng thể bám bà, hút máu mãi. Vài tháng sau đó, dù ăn no ngủ kỹ nhưng tôi lại rơi vào tình trạng sụt cân nghiêm trọng. Người cứ xanh dờn ra, lúc đầu còn tưởng mắc bệnh nặng sắp chết. Đến bệnh viện khám, tôi và Thanh cứ ôm nhau khóc thút thít. Bác sĩ phải ngồi hàng tá giờ, động viên cả hai bình tĩnh. Nhưng khi ông ấy tuyên bố tôi không bị bệnh hiểm nghèo, bản thân lại chẳng còn thấy vui mừng như tưởng tượng, vì tôi có thai rồi. Cầm kết quả siêu âm, tay tôi bất giác run run. Thành lấy nó đọc một lượt, rồi mè nheo hỏi. Đừng nói với tao là không bắt lão ấy phải dùng áo mưa đấy nhé. Tao, cái thứ dân chơi nửa mùa này, điên mất. Thành rít lên trách móc, tôi chỉ có thể cúi mặt. Thật ra chơi với bọn hư hỏng đã lâu, cũng biết một vài chuyện tế nhị. Không hiểu sao lúc ấy lại quên bén mất việc bảo vệ bản thân. Có lẽ đứa bé này là định mệnh mà ông trời tạo ra cho tôi. Có tim thai rồi mày ạ. Thế mày định giữ à? Tao không biết, bỏ thì tội lắm. Tú Anh à, mày còn cả tương lai phía trước, như vậy có đáng không? Mang theo câu hỏi của Trà Thanh, tôi đứng trước cổng bệnh viện đợi nó đi lấy xe. Không biết có đáng hay không mà chỉ nghĩ đến cảnh con mình thiếu cha lại thấy tội nghiệp bé quá. Tiếng còi xe làm tâm hồn đang treo ngược giật mình, lờ ngờ để rơi tờ giấy khám thai xuống đất. Tờ giấy mỏng manh như sinh mệnh nhỏ bé, theo gió bay tuốt ra giữa đường lớn. Tôi vội chạy đến nhặt, suýt nữa còn bị ô tô đụng. Cũng may có một vị bác sĩ kịp thời lôi tôi vào lề, còn tận tình giúp tôi nhặt tờ giấy. Khi biết vừa cứu một phụ nữ có thai, kẻ nào đó khuyên nhủ. Cô có thai thì nên đi đứng cẩn thận, không chỉ vì mình mà còn cả con nữa. Nghe giọng nói này cứ thấy ngờ ngợ. Lúc ngước mắt lên, cả hai mới tá hỏa. Khoảnh khắc cứu mạng kia trôi qua quá nhanh, và sau đó tôi luôn cúi gằm mặt nên kẻ kia chưa biết người quen. Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, vừa hay trả lời cho đối phương rằng sau cuộc vui chóng vánh kia, anh ta đã làm ba và tôi lên chức mẹ. Tên này có đôi mắt hay ho, bên trong lấn át bởi màu nâu đậm, lan ra ngoài lại nhạt dần, giống như làn khói bốc lên từ đám lửa. Nhìn thì lãng tử phong trần, nhưng lại là thể loại làm phụ nữ phải cay mắt. Và chỉ một phút sau, tôi đã được nếm vị khói của tên nọ. Bỏ đi. Tôi sững người, dù không thiếu những loại đàn ông vô trách nhiệm, nhưng kiểu ngông nghênh như tên này đúng là tôi mới gặp lần đầu. Anh không thấy tội à? Chúng ta đều có cuộc sống riêng. Không trả lời, tôi chỉ ngó qua bảng tên trên ngực trái của họ. Khoa nội tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa 1, Nguyễn Trần Huy Danh. Bác sĩ, danh xưng dùng để chỉ những người anh hùng chiến đấu vì sự sống. Tôi không biết kẻ đó đã cứu được bao nhiêu người, nhưng khi anh ta nói ra muốn bỏ con, y đức của ai đó thật thối nát trong mắt tôi. Mà y đức thối nát thì nên được loại bỏ khỏi xã hội. Tôi nói với Thanh, rồi với sự xúi bẩy tài tình của tuổi trẻ, hai đứa viết thư nặc danh tố cáo kẻ đó chơi bời, không chịu trách nhiệm. Còn điên rồ, thức dậy lúc 3 giờ sáng đến bệnh viện họ công tác, vẽ bậy lên tường, toàn là những lời phỉ báng người đàn ông nọ. Thế rồi, chả biết anh ta có biết tôi làm ra chuyện kia không, lại càng tỏ cái cách họ biết số điện thoại của mình. Vào một ngày đẹp trời, Dành gọi điện cho tôi, ngắn gọn nói, kết hôn đi. Tôi không biết bà mình là ai, ngay cả mẹ tôi cũng không rõ việc ấy, chỉ biết tôi ra đời giống y cái cách mà ba Hờ dùng để đặt tên cho tôi, là một cục thịt thừa sao kê từ phiên bản của anh trai. Anh tôi tên Anh Tú, do đó tôi được đặt thành Tú Anh. Sau một vụ tai nạn, ba Hờ của tôi bị mất khả năng sinh con, có nghĩa cuộc đời này ông ấy phải chấp nhận việc mình chỉ có duy nhất một cậu con trai. Vậy mà lên năm thì con trai lại bị bệnh máu trắng, dù được chạy chữa tận bên nước ngoài
nhưng sức khỏe anh tôi rất yếu, mọi người trong nhà không ai có tủy phù hợp cả, nguồn hiến tạng lại mỏng manh. Cuối cùng gia đình quyết định sử dụng biện pháp thụ tinh nhân tạo, lấy tinh trùng được hiến cấy vào trứng của mẹ tôi. Lúc bà có tôi được 7 tháng, ekip tiến hành mổ lấy thai. Thật may, máu cuống rốn của tôi đã cứu sống được anh ấy. Cứ tưởng kết thúc đẹp đã diễn ra, vậy mà sau này, người đàn ông đó lại cho rằng tôi là vết nhơ, chẳng khác nào kết quả của một cuộc ngoại tình. Ngày bé, hễ cứ nhìn thấy đứa con gái này, người cha kia sẽ chửi, sẽ mắng, sẽ đánh. Thế nên tôi rất sợ bà, gặp ông là lại tìm cách trốn như một con chuột chủ chui vào nắp cống. Năm tôi 15 tuổi, vô tình nghe được sự thật qua cuộc cãi vã của hai ông bà. Khi ông ta mở cửa phòng, nhìn thấy tôi, lập tức lóe lên một ý nghĩ. Và trận mưa tầm tã năm ấy, chồng của mẹ tôi dùng một vali tiền tiễn biệt cái gai ra khỏi thế giới của gia đình họ. Tôi sờ lên bụng mình, cảm nhận sự nhỏ bé đến yếu ớt của con. Tôi không muốn em giống mẹ, không biết cha ruột là ai, không biết tình yêu thương từ cha là như thế nào. Tôi đồng ý kết hôn, nhanh chóng trong vài phút suy nghĩ. Gia đình Danh dùng thái độ sửng sốt khi ai đó đưa tôi về ra mắt. Họ không hài lòng về tôi, một con bé mặt còn búng ra sữa. Quần áo theo kiểu bụi bặm đường phố, lại không biết chui từ đâu ra, bà mẹ là ai. Nếu là tôi cũng chẳng thể chấp nhận huống hồ một gia đình bề thế như nhà chồng tôi. Nhưng vì tôi lỡ có thai rồi, ông bà đành ngậm ngùi chấp nhận. Ngày cưới, tôi nhận ra rằng lễ đường mình đang đứng, chiếc váy mình đang mặc, nhẫn mình chuẩn bị đeo, vốn dĩ sắp thuộc về người khác. Màn hình máy chiếu hiện lên tên cô dâu chú rể, nhưng đó lại là tên của chồng tôi và người yêu cũ. Rồi hàng loạt các bức ảnh của họ từ lúc bé đến khi trưởng thành được sắp xếp trong tiếng nhạc ngọt ngào. Sau khi cả hội trường ổ lên kinh ngạc, bên tổ chức mới vội vàng tắt máy, chạy tới trước mặt chúng tôi, rối rít xin lỗi. Em xin lỗi anh chị, tại chương trình được làm sẵn trước rồi, giờ thay đổi nên có chút sai sót. Tôi mỉm cười cố tỏ vẻ cao thượng, dù trong lòng ấm ức phát khóc. Còn chồng tôi không có tí hành động nào, chính xác là chẳng quan tâm. Anh ta chỉ mải mê nhìn người con gái mình yêu. Chị Khuê mặc một chiếc váy gần giống với váy cô dâu, đứng ở một góc rất xa, cũng lặng người hướng về chồng tôi. Và đây là lần đầu tiên tôi biết đến người yêu cũ của chồng. Khi chúng tôi trao nhẫn, chị gái kia lại bật khóc nức nở, chạy khỏi lễ đường. Một lúc sau chồng tôi cũng biến mất. Tôi một mình đứng giữa mấy nghìn khách, lạc lõng và trơ trọi. Cũng may ba mẹ chồng đi đến, dẫn tôi chào mọi người. Nhưng khi đến bàn bạn chồng, ông bà bảo tôi tự đến ra mắt. Đáng lý ra có chồng thì sẽ có người dẫn dắt. Đằng này một mình, tôi có chút ngượng, lờ cũng chả được. Lão chồng mà mất mặt với bạn bè thì cuộc sống sau này của tôi trở nên bế tắc, nên cuối cùng cũng phải miễn cưỡng xách váy đi đến. Em chào anh chị ạ. Thế thằng Danh đâu mà để cô dâu xinh đẹp một mình thế này? Tôi không biết phải trả lời thế nào, đành cười cười cho qua câu chuyện. Chắc tại tôi không nói gì, thành thử bọn họ tưởng tôi là không khí. Nó ra ngoài với Thục Khuê rồi. Cũng tại mấy ông bày trò cả, giờ khổ bạn tôi không? Chị gái duy nhất trong bản lên tiếng. Tại nó sắp cưới, lại cứ mải lo công việc. Tao sợ nó không làm hài lòng được cái Khuê, nên mới mở lớp tập huấn cho nó. Chứ ai bảo mấy ông cho ông ấy uống thuốc? Sau câu nói kia, dường như mọi người mới phát hiện ra tôi vẫn ở đây, vội vàng liếc mắt với nhau rồi im bặt. Thấy không khí mất tự nhiên, nên tôi cũng chả muốn nán lại quá lâu. Anh chị ăn tiếp nhé, em hơi mệt, xin phép vào trước ạ. Đang bầu bì, đừng cố quá, ảnh hưởng đến em bé. Dạ. Tôi nhẹ giọng đáp lời khi một anh bạn của chồng tỏ ý quan tâm. Vừa bước đi được vài bước thì dường như câu chuyện của bạn đó lại tiếp tục. Chị gái nọ nói, tôi cá với mấy ông là con bé này cài ông Danh dính bầu đấy. Bà xùy bụng ta ra bộ người, tôi thấy nó hiền mà. Hiền mà đi bán thân á? Mắt nài và ngơ ngác phá nát một cuộc tình như thế cơ mà. Vâng, sau lễ cưới hôm đó, tôi chính thức làm dâu nhà giàu.
trở thành huyền thoại trà xanh trong giới có tiền. Mọi người đều biết tôi đến sau, đều biết tôi có thai trước, đều biết tôi chen chân vào mối quan hệ đẹp nhất nhì trong giới cậu ấm cô chiều. Giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang ngủ quên trong bồn tắm, ngồi dậy và choàng áo ra ngoài, tôi mới hay da tay đã teo lại như một bà lão. Chồng tôi đi làm về rồi, đang ngồi trên giường dỗ thóc bôi thuốc. Anh ta lấy tăm bông chạm vào má con bé, nó tưởng bà nựng nên cứ khúc khích cười. Một hồi tăm bông cũng tiếp cận được phần trán thâm một mảng của em, nhẹ nhàng bôi thuốc lên, nó vẫn không biết gì cả, còn vui vẻ giao lưu với bà bằng ngôn ngữ của riêng mình. Lão không biết tương tác với con như tôi, ngay cả cái cách dỗ cũng rất cứng nhắc, vậy mà em ấy vẫn thích. Đã thế nhà này chỉ có mình chồng tôi được cấp quyền bôi thuốc cho thóc, người khác ấy à, đụng vào nó làm như cháy nhà đến nơi. Thấy tôi đứng trước tủ sấy tóc, Dành lạnh nhạt hỏi, không sợ đột quỵ à? Ý rằng bảo tôi tắm quá lâu, nhưng tôi đây cũng chẳng dành trả lời tử tế nên khích, ừ, đột quỵ để còn chết sớm cho anh lấy vợ mới. Lúc trước suốt ngày bị lão ức hiếp, nhưng sống lâu nên giờ tôi cũng biết kháng cự lại rồi. Đợi thóc lớn thêm ít tuổi, cô muốn chết muốn sống gì tùy. Vâng, tôi làm màu tí thôi, chứ tôi cũng giống chị dậu nhỏ bé trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Dồn tôi thì tôi bùng phát một tí rồi lại rơi vào cảnh bị chồng bắt nạt. Biết tôi đã bị khuất phục nên chồng bắt đầu quát vợ, mang thóc về phòng chơi với vú đi. Tôi hậm hực đến ôm con. Lúc tôi bồng, bạn nhỏ này hí hửng vì nghĩ được đi chơi. Về gần phòng biết phải vào trong, mặt nó méo xệch, bắt đầu giãy nảy như con cá trên tay mẹ. Cái miệng khi nãy cười rõ xinh, giờ gào lên, xấu quơ xấu quắc. Đừng nói đến chồng, ngay chính đứa con mình sinh ra, đôi khi tôi còn bất lực. Vũ Hoài nghe bé nháo, liền mang lục lạc ra cho tôi. Tôi vừa lắc vừa làm đủ trò khủng điên, sau đó còn giả vờ chơi trò hú hòa để lừa con bé tẩu thoát. Có ai như tôi không? Phòng thì bên cạnh phòng con, nhưng mỗi lần muốn trốn về là cả một vấn đề nan giải. Ban ngày sẽ có Vũ Tâm với Vũ Hoài chăm bé, nhưng tối đến chỉ có Vũ Hoài ở lại ngủ với thóc mà thôi. Từ lúc con tôi chào đời, hai Vũ đã làm việc ở đây rồi. Chung quy mẹ chồng vẫn không tin tưởng việc tôi có thể tự chăm sóc một đứa trẻ. Tôi về phòng, lão chồng đã cầm bấm móng tay ngồi trên giường đợi sẵn. Tôi giơ tay mình lên dòm, sao mà nhanh dài quá nhỉ. Dành cẩn mẫn bấm từng chiếc móng một. Có người sẽ thẳng thốt cho rằng chồng tôi là người đàn ông biết cách chăm vợ, người giúp việc của cả cái nhà này, ai cũng bảo chồng tôi tốt tính. Vâng, đúng rồi, ở xa nhìn vào cứ tưởng ân cần ấm áp, nhưng đụng vào mới biết không phải nước ấm đâu, mà là nước nóng đấy, nóng đến bỏng tay đây này. Bình thường anh ta làm gì có thời gian bấm móng tay cho tôi, nhưng mỗi lần lôi tôi lên giường thì sẽ làm vậy. Lý do à? Vì sợ đau. Tên đó đụng đến tôi đau thì sẽ khiến lão đau theo. Thế nên lần nào muốn, tên ấy sẽ tỉ mỉ quan sát móng tay của tôi. Thấy mùi nguy hiểm là cắt hết, biến tôi thành con thú bị tuốt hết móng vuốt, chỉ có thể khuất phục dưới hắn. Sau khi bấm xong móng, chồng tôi tỉ mỉ rũa vài đường. Trước đây, lão ấy cắt xấu cực, nhưng dần dà luyện tập nên giờ cũng tạm chấp nhận được. Cất dụng cụ cắt móng tay vào học bàn. Tên chồng quay lại và không quên dặn tôi. Cấm nói bậy bạ đấy. Đừng bất ngờ nhé. Mỗi lần như vậy, tôi lại gọi tên người yêu cũ nên anh ta không thích. Thật ra, tôi có trí nhớ rất kém. Sau khi sinh thóc, trí nhớ lại càng tệ hơn. Đối với cái tên Huy, đã từ lâu chẳng còn mấy ấn tượng. Chỉ tại tôi muốn chọc điên chồng. Dù yêu hay không, tính chiếm hữu của đàn ông rất cao, bị nhầm từ người này thành người khác, không nhổi máu mới lạ. Mặc tên đó dặn, miệng của tôi thích thì tôi nói. Biết mỗi lần như vậy thì tôi luôn bị chồng trả thù, nhưng tôi vẫn cố chấp. Dù gì, một tháng cũng chỉ một hai lần nên tôi chưa biết sợ là gì. Tôi chấp nhận cơn phát tiết của chồng tôi. Bình thường ngày hôm sau,
lão sẽ kiếm lý do cho tôi không phải diện kiến mẹ chồng trong bộ dạng tồi tệ. Đừng tưởng chồng tôi tốt, chẳng qua muốn che giấu sự thật mình là một con quỷ đội lốt trước toàn thể chị em trong nhà thôi. Nhưng nay, kẻ nào đó chả muốn đóng vai tử tế nữa, nằng nặc bắt tôi dậy. Có thông báo nhập học rồi đấy, dậy đi, tôi dẫn đi nộp hồ sơ. Thì ra thế, vậy mà tôi còn tưởng chồng tôi đã cải tà quy chính, muốn sống thật với chính mình. Gia đình chồng tôi có truyền thống hiếu học, ngay cả mẹ chồng ngày trước cũng phải học xong thạc sĩ mới về nhà chăm chồng nuôi con. Thế nên, không có lý do gì tôi được ưu ái chỉ hết cấp 3 đã được yên ổn. Và sau bao cố gắng của tên chồng, cuối cùng tôi cũng đỗ được đại học với số điểm suýt soát. Tôi ngồi trước gương, dùng hết lọ che khuyết điểm cũng chẳng thể xóa được dấu hiệu mờ ám trên cổ. Chồng tôi thì chỉ biết đứng trước cửa cau mày nhăn trán. Có nhanh lên không? Anh làm như tôi muốn lâu lắm ấy. Tác phẩm của anh đây này, anh giải quyết đi. Nói rồi, tôi bực mình hừ lạnh, không có ý định tiếp tục che đậy. Chồng tôi đi đến hất cằm tôi lên, xem vết tích rồi phán. Có gì đâu, giống dấu nặn gió mà. Thế cơ á, chồng tôi tốt gớm mọi người à. Tối qua đã nặn gió cho tôi, anh ta tưởng ai cũng mù như mình chắc. Có cái dấu nặn gió nào to như thế này không? Cái Thành đúng là nữ hoàng rắc rối, học kế toán rồi ấy, tính ẩm ương lại bỏ, nặng nặc một hai đòi theo tôi cống hiến cho ngành y tế. Thế là hai đứa cùng thi, cùng đậu, nối tiếp câu chuyện chung một mái trường. Chúng tôi không cao siêu, để lọt ổ vàng mang tên bác sĩ dược sĩ cũng trượt, cố gắng lắm mới vừa đủ điểm vào điều dưỡng. Nhưng thật ra, học gì với tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi phát hiện so với mấy môn thời trung học thì dường như bài giảng của thầy cô đại học có sức lan tỏa, đi vào giấc ngủ mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc tôi làm lè gục đầu xuống bàn, cái Thanh lại bên tai lải nhải. Thế tối nay đi không? Tao không biết. Đừng nói mày sợ mẹ chồng nhé. Thì đúng là tôi sợ bà ấy thật nên gật đầu. Trà Thanh chặt lưỡi. Tí mày đưa điện thoại đây, tao xin cho. Một lúc sau, tôi đưa điện thoại cho Thanh. Nó hất cằm ý bảo tôi lắng tai mà nghe. Tôi đặt hai tay lên bàn tì cằm, rồi vểnh tai ngóng con bạn làm trò. Sau tiếng tút tút, mẹ chồng cuối cùng cũng nghe máy. Với thái độ quý tộc, bà ấy không trả lời mà để người gọi lên tiếng trước. Thanh trẻ môi trước hành động kiêu kỳ của mẹ chồng tôi, nhưng giọng nói lại trong trèo, lệch pha hẳn với khuôn mặt rẻ biểu. Alo, con xin hỏi cô là mẹ của Tú Anh đúng không ạ? Con là hội trưởng hội sinh viên của trường. Chuyện là tối bọn con có thể làm lễ ra mắt tân sinh, có cả thầy cô đến dự, mà Tú Anh... Con nhỏ bạn tôi còn chưa kịp nói hết, mẹ chồng đã vội bảo, thế thì phải tham dự chứ. Tú Anh nhà cô cũng là người mới, tất nhiên là phải chào hỏi thầy cô với các anh chị khóa trên rồi. Cháu học trước, có gì giúp đỡ em nó nhé. Dạ, cô đã mở lời như thế, cháu nhất định sẽ giúp đỡ em nó ạ. Sướng nhất Tú Anh rồi, được phụ huynh quan tâm như thế cơ mà. Mẹ chồng tôi nghe đến đây chắc có chút mát lòng mát dạ nên cười hào sảng. Sau đó bảo nó chuyển máy cho tôi, dặn tôi mua ít quà cáp, tạo mối quan hệ với mọi người. Dưới miệng lưỡi không xương của Thanh, tôi đã được mẹ chồng phê duyệt cho đi chảy hội. Về nhà nhỏ bạn, tôi lục lọi mượn đồ. May sao, tôi và nó có tạc người ngang nhau. Chứ từ ngày lấy chồng, xì tai của tôi toàn kiểu nghiêm túc chuẩn con dâu nhà tài phiệt. Làm gì có bộ nào hợp để đi chơi đêm. Lâu lắm mới mặc một chiếc váy cao trên đầu gối, tô son đỏ, kẻ mắt xích và sỏ khuyên tai bản lớn. Tôi nhìn mình trong gương, thế này sợ gia đình nhà chồng bắt gặp sẽ phải kinh hồn bạt vía mất. Tôi và Thanh đến ba lúc 8 giờ tối, tiếng nhạc sập sình làm tôi khoan khoái lạ lùng như kiểu được sống lại cuộc đời bị đánh cắp. Ánh đèn mờ ảo rọi vào chiếc bàn nằm trong góc tối. Nhóm bạn lòi tròi một thời vẫn đi đầy đủ, đúng là nguy nan thì không biết chứ ăn chơi thì chẳng thiếu một ai. Thằng Phú thấy con bé rớt khỏi vũ trụ này mới tái xuất, liền trêu ghẹo. Chà, Tú Anh nhỉ, lâu ngày không gặp, giờ còn ngọt nước hơn trước. Đối với loại đùa cợt này tôi đã sớm quen,
Bọn này vốn dĩ trước nay chưa khi nào nói được câu tử tế. Tú Anh nói mất tích là biển biệt không thấy luôn. Tôi giơ ly rượu lên cụng với từng người một, tất nhiên là trừ một kẻ được xếp vào nhóm đồ vật. Ly này xem như em tạ lỗi với mọi người nhé. Bọn họ lại mỗi đứa thêm một câu, tụi này thì sao cũng được, chỉ có một người cần Tú Anh vỗ về thôi. Phải, phải, Huy nó nhớ Tú Anh lắm đó. Hay Tú Anh mời Huy một ly đi. Dưới sự thúc ép của tụi nó, tôi miễn cưỡng nâng ly hướng về kẻ từ nãy giờ chỉ ngồi tĩnh lặng. Em mời anh Huy một ly nhé. Tên Huy thấy tôi chủ động như thế cũng cầm ly lên chạm qua, nốc hết sạch rồi lại rót đầy. Tất nhiên là chờ tôi tiếp tục. Một ly sao đủ? Tôi không phải đối thủ của tên này, nếu cứ uống vậy chắc say mất, mà say thì làm sao bày trò được. Cái Thành bên cạnh nhanh miệng giải cứu. Mấy anh cũng biết là Tú Anh uống không tốt, lỡ nó say ra đấy rồi bị bắt cóc thì làm thế nào? Tên nào to gan dám động tới Tú Anh của anh Huy chứ? Mà nếu có bắt cóc thì cũng chỉ có Huy dám bắt thôi. Mấy tên con trai nói xong thì cười ổ lên. Rất rõ ràng bọn họ hôm nay nhất quyết muốn chuốc say tôi. Tôi không thể say, ngoài những động cơ khác thì còn mẹ chồng nữa. Để bà ấy đánh hơi được con dâu đi đứng loạn choạng, chỉ có nước tàn cửa nát nhà. Em không thể bị bắt cóc, nếu bị bắt cóc chồng em sẽ rất lo lắng. Hai câu ngắn gọn đủ để thổi bay những ý nghĩ không tốt của đám bạn xấu. Mọi thứ trở nên có chút dè dặt. Đám con gái phải nhảy vào xoa dịu. Mấy cái thằng mất nết thấy Tú Anh hiền là ăn hiếp mãi. Thôi uống, lũ chúng mày bớt nhây đi. Bọn bạn cũ của tôi là lũ bợm rượu, nốc rượu như nước lã. Trước tên Huy toàn phải đứng mũi chịu sào giúp tôi. Này mất cái bia đó nên tôi chơi không lại, đành phải lấy cơ cùng Thanh chuồn vào nhà vệ sinh lánh nạn. Trong nhà vệ sinh nữ, cái Thanh ôm bụng ra cười sặc sụa. Mày không thấy cái bộ mặt của cha Huy khi nghe nói mày đã có chồng rồi đâu. Ôi, buồn cười chết mất. Tôi mở vòi nước rửa tay, sẵn tiện chỉnh luôn mascara bị nhòe. Mấy giờ rồi nhỉ? Còn bạn tôi dòm đồng hồ nhún vai thông báo, mới 9 giờ thôi. Thôi, vào nói vài tiếng rồi về mày ạ. Con dở hơi, giờ họ mới bắt đầu đi chơi, về là về thế nào? Còn chưa đè bẹp tên Huy mà. Biết vậy, nhưng tôi nhớ thóc quá. Con bé cả ngày không thấy mẹ, chắc cái mặt lại sụi lơ cho mà xem. Tao còn phải về với con. Còn cái gì tầm này, không phải nó có tới hai cô bảo mẫu chăm sóc rồi sao? Tôi nhìn Thanh bảo, ngực tao căng cứng rồi, không về cho nó ti là nổ đấy. Ẻo khiếp, cái con mất dạy. Tôi phải nói thế nó mới chịu đưa tôi về. Quay lại bàn, không khí lúc này dường như đã bị khuấy động bởi sự xuất hiện của hai người mới. Thấy chúng tôi từ xa, lũ bạn đã hò reo inh ỏi. Bàn này còn thiếu trà Thanh với Tú Anh đấy. Anh đã mời thì phải mời hết lượt chứ, tụi nó già rồi kia. Vâng, trái đất quá tròn, đi lon ton thế nào lại gặp ngay lão chồng ở đây. Lão nhìn tôi vài giây, ánh mắt có chút bất mãn. Sau đó cũng tự nhiên cầm hai ly rượu đưa đến đưa cho tôi một ly. Cháu vợ cũng ở đây à? Tôi nhận ly rượu từ tay chồng khẽ liếm vành môi. Lúc đầu có chút lúng túng, nhưng khi thấy anh ta đi cùng người yêu cũ thì mọi ái ngại đều tan biến. Tên đó đi riêng với người yêu cũ, được đồng nghĩa tôi đản đúng với bạn trai cũ chả có gì to tát. Chú chồng cũng có hứng thú với mấy nơi này sao? Đến bản công việc, tôi nâng ly rượu lên uống. Gần một năm nay sức khỏe ba chồng tôi không tốt, thế nên chồng tôi đã xin nghỉ hẳn nơi làm cũ, quay về chăm lo cho chuỗi bệnh viện của gia đình. Lão vẫn hoạt động trong ngành, nhưng dạo này ít tham gia vào các ca phẫu thuật hơn, chủ yếu lên TV nói vài câu mang tính chất khoe mẽ học thức. Nghe vợ chồng tôi nói chuyện mà mọi người toát hết cả lên. Thằng Phú hai tay đưa qua đưa lại. Tú Anh là cháu vợ anh Danh, anh Danh lại là chú của chồng Tú Anh, rốt cuộc là mối quan hệ gì? Nhìn chồng tôi trẻ thế thôi chứ lão hơn tôi tận 12 tuổi. Trên phương diện hôn nhân và gia đình, chúng tôi là vợ chồng. Trên phương diện xã hội, cả hai lại là chú cháu. Chú chồng, cháu vợ là sự kết hợp hài hòa giữa hôn nhân, gia đình và xã hội. Nhưng tất nhiên, chuyện này là chuyện tại gia, không tiện giải thích ra bên ngoài.
Uống với tôi xong, chồng tôi cũng lịch sự mời Thanh một ly rồi xin phép về lại phòng VIP cùng bóng hồng xinh đẹp. Cái Thanh bên cạnh đầy đầy tôi hỏi nhỏ, người kia nhìn cứ quen quen mày ạ. Dù gì, Thanh cũng chỉ gặp chồng tôi một lần trong lễ cưới, nó còn ngờ ngợ chứ gặp tôi là quên lâu rồi. Chồng tao, nó thảng thốt bất ngờ, ôi trời ơi, đừng nói bà kia là bạn gái cũ của lão nhé. Tôi thở dài gật đầu, mày nói đúng rồi đấy. Tôi quay lại bàn ngồi, uống thêm một tí, rồi nói với lũ bạn rằng mình có việc riêng nên xin phép về trước. Tất nhiên là cả lũ không chịu, ra sức níu kéo. Đang vui mà Tú Anh, lâu lắm mới gặp, nói chưa được đôi ba câu đã về à? Tôi chỉ biết cười nhẹ, xin lỗi mọi người, em có chuyện thật. Hay là chồng không cho đi chơi khuya? Giọng Huy cau có lẽ đã ngà ngà hơi men. Đột nhiên, tôi thấy gã người yêu cũ của mình được phết. Hiến cho tôi cái kế rất ra gì và này nọ. Vâng, có gia đình rồi, một số chuyện cũng nên chừng mực. Mọi người cứ uống tiếp đi, bữa hôm nay em mời. Nghe tôi nói vậy, thằng Phú ra sức khuyên. Hôm nay bản mình toàn xài hàng ngoại không ấy, riêng mấy chai rượu, mỗi chai cũng có giá niêm yết mười mấy hai chục củ rồi. Thôi, Tú Anh cứ ở lại uống với Huy vài ly, bảo nó trả cho là được. Trước đây, tay Huy là kẻ hào phóng, hầu hết các cuộc ăn chơi đều chìa tay thanh toán, thế nên lũ này cũng được đà ăn ké mà toàn dùng của ngon vật lạ. Tôi khinh bỉ cười thằng Phú, không sao đâu, em trả được mà. Nói rồi tôi gọi phục vụ, đưa họ tấm thẻ đen. Cả bàn đến há hốc mồm vì độ giàu có hiện tại của tôi. Nhắc đến cái này, lại phải mỏi mồm cảm ơn mẹ chồng. Mẹ chồng dạy, cách chi tiền là cách bộc lộ đẳng cấp, tấm thẻ đưa ra là thước đo giá trị bản thân. Thế nên đã bảo lão chồng làm thẻ đen cho tôi, còn dặn rằng trong mọi cuộc vui thì đều phải làm chủ, mà đã làm chủ thì luôn hào phóng chi tiêu để tỏ lòng mến khách. Sau khi thanh toán xong, lúc tôi ra khỏi bar, cả đám ấy vẫn chưa cất được bộ mặt thảng thốt. Cái Thanh vừa đi vừa tấm tắc cười. Trời ơi, hôm nay mày oai lắm đó Tú Anh. Tôi vẫn bình thản đến lạ, thật ra đã không cảm thấy vui với việc khoe tiền nữa rồi. Dù gì, đó cũng là tiền của chồng, có phải tôi kiếm ra đâu. Chẳng qua cũng giống như lũ thằng Phú, tụi nó ké hơi Huy, còn tôi lại đang ké hơi nhà chồng. Đang đợi Thanh đi lấy xe thì đột ngột một chiếc ô tô tạt vào bờ. Tôi nhìn phát là biết xe của chồng, bên trong có cả người yêu cũ của lão. Lúc đầu cứ nghĩ bọn họ đang riêng tư như thế, chắc không biết việc tôi đứng ở đây đâu. Có khi dừng tạm chờ bạn đi tăng 2, tăng 3 gì đấy. Mãi cho đến khi Thục Khuê hạ cửa xuống nói, lên xe đi Tú Anh. Dạ, tôi vẫn lờ ngờ, thế là bị lão chồng mắng, lên mau. Ngước đông ngước tây mãi mà Thanh chưa ra nên tôi buộc lòng phải lên xe cùng bọn họ. Sau đó vội nhắn cho nó cái tin thông báo rằng mình đã về trước. Điện thoại sắp hết pin, tôi cũng chẳng thể tiếp tục nghịch nữa, đành cố gắng chấp nhận không khí ba người trong con xe sang của chồng. Ai đời, vợ một mình khoang sau, còn chồng và người yêu cũ lại ngồi cùng nhau ở khoang trước. Đi qua một khu chợ đêm, bà chị nọ liền nhảy dựng lên đòi chồng tôi dừng xe, sau đó hí hửng chạy ra ngoài sạp mua ba cây kem tươi mang vào. Chị ta quay ra sau chìa tay đưa kem cho tôi. Tú Anh ăn đi, chú này bán kem ngon lắm. Tôi xua tay, chị ăn đi ạ, em đang đau bụng nên không ăn đồ ăn lạnh được. Thế hả? Bà chị nọ phụng phịu, dường như còn cho rằng tôi cố ý từ chối đồ ăn của chị ta, nhưng thật tình tôi chả kiêu kỳ gì đâu, tôi đang đến tháng thật. Thục Khuê quay lại phía chồng tôi tiếp tục vui vẻ. Vậy em sẽ ăn hai cây. Lão ấy ôn nhu nói, ăn ít thôi, không kẻo bị đau bụng. Lời nói thì nghe có vẻ bình thường, nhưng thực chất là ám chỉ việc tôi mượn cớ đau bụng không chịu ăn để người đẹp của anh ta ăn một lúc hai cây. Tối nay có người bị Tào Tháo rượt thì chắc tôi khỏi sống yên với lão chồng. Anh phải ăn phụ em đấy. Thế là đôi chim xanh vui vẻ phô diễn câu chuyện tình. Chị ta chia kem ra cầm hai tay, phần của Danh một bên, phần chị ta một bên. Cứ cắn một miếng
lại đút cho chồng tôi một miếng. Lão chồng vốn kén ăn nên cũng chỉ ậm ừ đôi chút rồi thôi, còn lại chị ta xử đẹp hết. Ăn xong còn vô tư vuốt tay mút tay, nhìn trẻ con kinh khủng. Chị nọ 30 tuổi đầu mà tâm hồn còn thiếu nữ hơn tôi, đúng là sống trong nhung lụa khiến cho con người ta khó có thể trưởng thành. Mãi mới thoát được kiếp chồng chung, nhưng thật ra sau đó là câu chuyện hai thế giới. Lão ấy lo lái xe, còn tôi lo ngắm cảnh. Trời đêm luôn ẩn chứa một cảm giác êm ả lạ kỳ, lay lắt nhưng không nhạt nhòa, đượm buồn nhưng lại rất cuốn hút. Cuối cùng cũng đến nhà. Lúc đợi người ra mở cổng, chồng tôi vội ném áo vest ra sau xe, khỉnh khỉnh nói, muốn mẹ tôi giết không? Một câu thôi mà đầy đủ ý tứ luôn. Anh ta đang ám chỉ việc tôi đi bay lắc, ăn mặc thiếu vải. Mẹ chồng biết thì chỉ có nước chết dưới tay bà. Nhưng có lẽ là vì cách biệt tuổi tác, tôi chả thấy bộ đồ mình mặc có gì thiếu vải cả. Dù cao hơn đầu gối, nhưng không hở ngực, không hở mông, khoe có tí đùi thì làm sao? Cầm áo chồng giơ lên, tôi phát hiện có dấu son của gái. Chả muốn mặc vào đâu, nhưng so với việc bị cắm sừng, tôi sợ mẹ chồng hơn. Thế là cuối cùng cũng hậm hực choàng vào. Xe vừa đến gara, tôi vội chạy đến đài phun nước. Lấy phần nước đang tỏa bông bên trên kỳ cọ mặt, đã làm phải làm cho tới, che phần đuôi thì không thể để lộ phần đầu. Lão chồng thủng thẳng đi phía sau, tôi quay lại hỏi, sạch chưa? Tên đó nhìn tôi nhếch mép rồi vứt khăn tay vào người vợ, ghê chết đi được. Tôi vội lấy gương ra dòm, mắc ra cùng son môi tạo thành từng mảng loang lổ trên da mặt, trông chả khác gì con hề. Thế mà cái thanh cứ khoe là mới tạo bộ mỹ phẩm xịn sò, dính trên mặt còn lì hơn keo dính chuột. Tôi lấy khăn lau mạnh cũng chỉ đỡ được vài phần. Bình thường giờ này mẹ chồng đã lên giường đắp chăn đọc sách, vậy mà hôm nay còn ở dưới này, chắc chắn biết tôi đi ăn chơi nên chờ bắt quả tang đây mà. Tú Anh, lão chồng đi được 5 bước, tôi đi được 2 bước lên cầu thang thì mẹ chồng gọi. Tôi giật bắn cả mình nhưng vẫn ngoan cố không chịu quay đầu lại. Cuối cùng bà ấy đi đến chỗ tôi, từ phía sau giật cái áo khoác rơi xuống đất. Ôi, cái cuộc đời! Cô ăn mặc kiểu gì thế này? Chồng tôi thấy thế đi đến kéo tôi lên vài nấc thang để tránh bị mẹ phát giác khuôn mặt loẻ loẹt. Tối có tiệc nên con qua đón Tú Anh đi cùng. Tại bé Style mới vào nghề trình độ còn kém mà cũng muộn rồi nên không kịp thay đổi. Mẹ chồng tôi nghe thế mới bắt đầu xuôi xuôi. Lên phòng mặc lại đồ đi, ai được cái gì cũng mặc, kém cỏi quá thể. Được nước tôi chạy lên phòng một mạch, nhưng dì Hoài lại ôm thóc đứng trước phòng đợi mẹ. Cả ngày tôi mất tích nên giờ nó đang khóc lóc om tỏi. Có lẽ vì thế mà mẹ chồng chẳng tài nào yên ổn đọc sách được. Tôi đưa tay, cũng may con bé còn nhận ra mùi mẹ nên cho bế. Dì Hoài thấy tôi lem nhem như lọ lem, nhịn không được cười thành tiếng. Thôi, để dì bồng thóc một lúc, con vào thay đồ tắm rửa đi, chốc qua cho nó đỡ nhớ mẹ tí là được. Thế nhưng thóc nào có chịu, sợ tôi bỏ lại nên bu như đỉa. Thôi dì à, để con bồng bé một tí rồi tắm sau cũng được. Tôi bảo dì Hoài nghỉ ngơi trước rồi ôm thóc vào phòng. Cả ngày chưa được ngậm ti nên nó liên tục rụi rụi vào ngực tôi đòi hỏi. Sau khi đánh chén no say, em mới bắt đầu để ý khuôn mặt biến tấu hài của mẹ. Đưa tay nhỏ xinh lên véo véo thích thú rồi cười khúc khích. Lão chồng tắm xong ra thấy một màn này liền lộ ra nụ cười đều cáng, vừa lau tóc vừa móc mỉa vợ. Quả báo đấy! Sau ngày hôm đó tôi không còn dám trốn con đi chơi nữa. Thậm chí khi nào học cả ngày cũng tranh thủ về trưa chơi cho bé đỡ nhớ mẹ. Thóc dạo này đã bập bẹ tập nói, nhưng cả ngày chỉ luyên thuyên mỗi chữ bà, hứng lên thì gọi bà. Còn mẹ nó ở đây, thế mà nó vẫn cứ làm ngơ, không chịu khuất phục trước số phận. Nên tôi ăn tối xong lại lên phòng bé, ôm nó ngồi xuống khu vui chơi trong nhà, tạo không khí vừa học vừa chơi, mong em sẽ dễ tiếp thu hơn. Tôi cầm một con gấu nhỏ bằng tay, đưa qua đưa lại, thu hút nó nhìn mình sau đó dậy. Thóc này, gọi mẹ đi con, mẹ. Thóc thấy gấu liền thích thú mấp máy môi,
cứ nghĩ là con bé đã hiểu được rồi nên tôi cho đụng vào gấu. Thế mà sau khi lấy được thứ nó muốn, nó phản động ngay. Ba, không thèm chiêu trò nữa, tôi chuyển qua thẳng thắn nhìn con nói. Mẹ nhé thóc, lại nào, mẹ. Nó vẫn ngoan cố. Ba, một hồi thì tôi cáu. Mẹ, mẹ, dễ mà con. Nó lại làm liên thanh một giây. Ba, ba, ba. Vũ Hoài nhìn tôi phì cười. Từ từ con bé cũng biết gọi thôi. Tôi nhìn Vũ phụng phịu, điệu bộ muốn dỗi đến nơi. Nhưng nó biết nói ba rồi đấy ạ. Sao mẹ thì mãi chả biết nói. Còn nít thường gọi ba trước mà. Tôi kiên quyết không chịu. Con tôi mang nặng đẻ đau. Ba nó lúc ấy cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn. Chả giúp đỡ được gì cả. Đang giàu thúi ruột thì đột nhiên con bé cầm quả bóng ném tôi. Mẹ! Tôi mừng như điên ôm con quay quay một vòng. Gọi lại nào thóc. Mẹ! Thế là tôi hí hà hí hửng đem con về phòng khoe với tên chồng. Lão đang bấm bấm gì đó trên MacBook. Nghe tiếng bước chân của vợ, thấy về sớm hơn mọi hôm, thắc mắc. Dạy nó mệt rồi à? Dạo này, lão đang khích tôi vì dạy mãi mà con bé không biết gọi mẹ. Trong khi lão chỉ cần ngồi rung đùi, nó đã tự động biết gọi lão. Không thấy tôi trả lời, tên chồng mới đưa mắt nhìn, thấy tôi ôm cả con cau có. Mang nó về phòng đi, phá lắm, không ai chịu nổi đâu. Đấy, lão còn xấu tính chết đi được, lúc nào cũng sợ con gây rắc rối. Thế mà con tôi vẫn mê muội. Thóc của tôi biết gọi mẹ rồi. Chồng tôi vẫn cái điệu không quan tâm. Ừ, tôi đã đi đến đặt con xuống cạnh lão. Chồng tôi sợ hãi ôm MacBook lên trên tủ cao. Con tôi rất thích ba, thấy ba là nó nhào đến đòi ôm. Lão cũng hết cách, đành đặt con bé vào lòng. Giờ con nói cho ba nghe đi, con gọi mẹ nào? Con bé mắt long lanh chớp chớp nhìn chồng tôi. Ba, sao lại thế được? Vừa nãy con luôn mồm gọi mẹ, cái con danh này lại chọc mẹ rồi. Tôi lay lay thóc. Không phải con gọi ba, gọi như lúc nãy con nói với mẹ ấy. Nào, gọi mẹ đi thóc. Tôi nhấn mạnh từ mẹ. Ba, con bé vẫn cứ híp mắt cười. Tôi trầm cảm thật sự. Muốn nhét con bé láu cá kêu vào bụng để nó biến thành cái trứng ung bị đào thải ra hàng tháng cho đỡ ức. Tên chồng thì khinh khỉnh nhìn tôi kiểu không thèm chấp. Tôi tức giận ôm con mang về trả cho dì Hoài, mặc nó quấy khóc mà bỏ về. Về đến phòng, tôi ôm sách ra giả đỏ học cho bớt ngại. Lật vài tờ liền thấy chán, cũng may điện thoại tinh một cái, có cớ chơi điện thoại rồi. Tôi mừng rỡ mở máy lên, là mấy câu hỏi mà khóa năm trước chạy trạm cái Thanh mới gửi qua. Con bé lười biếng thở dài thượt. Chết rồi, vài ngày nữa chạy trạm môn giải phẫu đấy. Vì toàn lo ngủ nên giờ tôi cứ còn như con nai vàng ngơ ngác. Cuốn sách giải phẫu một dày cộ, dò từng câu thì không khác gì mỏ kim đáy bể. Tôi ngoái qua tên chồng hỏi. Hồi xưa anh học giải phẫu được không? Cũng tạm. Thế tôi thử nhé. Không biết thì nói là không biết, thử cái gì mà thử. Cái tên quái thai này cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy. Thôi kệ, miễn sao cái não nhà lão vẫn xài tốt là được. Nhẫn nhịn để làm việc lớn, quần tử 10 năm báo thù chưa muộn. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đọc câu hỏi. Thế môi bé ở đâu? Tên đó lạnh nhạt, lật sách đi. Cái tên nói chuyện huề vốn, nếu tôi biết nó nằm ở đâu trong sách thì cần gì hỏi lão. Anh không biết đấy à? Không thích nói. Chồng tôi chẳng được cái gì, chỉ giỏi lên mặt với vợ. Biết ba thứ còn con là mặt cứ nghênh ngang phát ghét. Tôi là tôi muốn đánh chồng lắm rồi đấy, nhưng thần làm vợ mang tiếng vũ thê nên mới cố làm ra bộ mặt khoan dung năn nỉ chồng. Giúp tôi đi, tôi sắp chạy trạm rồi. Tạch là anh lại tốn tiền cho tôi thi lại đấy. Lão hử lạnh, nhìn như đã xuôi xuôi rồi. Biết chồng sợ tốn nước bọt nên tôi hỏi theo dạng câu hỏi đóng cho chồng trả lời nhanh. Chạm vào môi mình, tôi suy nghĩ. Có người môi trên bé hơn môi dưới, có người môi dưới bé hơn môi trên. Có người độ dày hai môi bằng nhau, vậy môi bé là môi trên hay môi dưới? Môi bé là môi trên hay môi dưới? Không phải cái nào hết. Ơ,
Trả lời gì mà như đi vào ngõ cụt thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi đoán sai vị trí à? Tôi lại mặt dày hỏi tiếp. Nó nằm trên mặt à? Không. Đến đây, đầu tôi bắt đầu ong ong. Vậy là không phải môi mà tôi nghĩ rồi. Thế nó nằm ở đâu? Đã nói là lật sách đi rồi. Anh chỉ cho tôi đi. Không, đi mà. Cô dài quá đấy. Một hồi thì lão chồng lên cơn cáu bẳn. Xí nữa còn tính đem tôi vứt ra ngoài phòng vì quá ồn. Thế nên tôi không dám bắt lão hoạt động miệng lưỡi nữa. Hạ giọng hỏi nhỏ, thật nhỏ, thuyết phục. Anh không muốn nói thì anh dùng hành động cũng được. Tôi định đưa bút cho lão viết. Nào ngờ lão nhìn móng tay tôi một lượt rồi nói, đi tắt điện đi. Tắt điện làm sao thấy được? Cái này chỉ cần kỹ năng thôi. Tôi định nói với chồng là mình chưa luyện được kỹ năng nhìn chữ trong đêm thì lão ấy lại giục. Không thì tôi đi ngủ đây. Dù gì cũng mất cả buổi để thuyết phục chỉ. Tôi cứ làm theo lão, dù gì cũng nên tin tưởng nghề nghiệp của chồng. Tôi nhảy xuống giường đi đến tắt điện. Lão lại nói, chốt cửa chưa? Tôi ngoan ngoãn đi kiểm tra cửa, xong xuôi quay đầu lại thông báo. Rồi, lại đây. Tôi về giường. Còn đang hóng kỹ năng viết chữ trong bóng tối như thế nào thì bất thình lình. Xoẹt, một tiếng, đồ của tôi đã thành từng mảnh. Đôi tay kia đã kịp chỉ cho tôi câu hỏi của tôi. Sáng hôm sau thấy tôi mặc áo cao cổ đi học. Cô bạn tốt ngồi bên cạnh thuộc loại thích bới lông tìm vết. Vừa ngồi xuống ghế, nó đã kéo cổ áo tôi xuống giòm giòm liếc liếc. Tôi khó chịu đánh vào cái tay hư hỏng của nó cáu. Nào! Hôm qua, vợ chồng mày đã làm gì? Học giải phẫu. Học giải phẫu à? Ừ, thì có những thuật ngữ tao không hiểu, nên tao mới nói lão ấy chỉ. Nó ôm bụng lăn ra cười. Ra đường thì đừng nói là gái trường y nhé, mất mặt quá. Tôi không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của nó, vùi đầu vào sách vở, lại nhìn thấy chú thích mà lão chồng ghi trên sách của tôi. Bằng từ ngữ y khoa, lão giải thích cho tôi câu hỏi của tôi hôm qua về thuật ngữ y học. Đọc mấy từ cuối, tôi bất giác đỏ hết cả mặt. Dạo này, chồng tôi thường xuyên về nhà ăn cơm hơn trước, không phải vì chán chị người yêu cũ, mà vì vợ anh ta sắp thi đến mông rồi. Lão sợ mất mặt khi có cô vợ học hành rốt nát như tôi, nên phải lết về để chỉnh đốn cái não rỗng tuếch của vợ. Tôi nằm dài trên giường dòm một núi tờ A4, toàn hình xương sọ, thở dài thượt. Sao trên đời lại tồn tại thể loại môn học quái quỷ như này nhỉ? Cái lông chân mọc sờ sờ ra đấy, nhiều khi tôi còn không biết, huống hồ tỉ tỉ những mảnh xương nằm sâu hút sau lớp da. Thấy vợ cắn bút nhìn trần nhà, chồng tôi rời mắt khỏi MacBook hắng giọng. Học đi! Tôi bị mắng, nên tử tế học được một lúc, xong rồi cũng chào thua trước số phận. Tôi không phải siêu nhân, cũng không có 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không, lại chả có túi thần kỳ như Doraemon. Ngoài cách đốt đống giấy này pha nước uống, thì vẫn chưa hình dung được cách thức khác nạp chúng vào người. Tôi không học được. Tôi nhìn chồng nói, thà thừa nhận ngay từ đầu, còn hơn để sau này lại bị lão mắng. Chồng tôi gấp MacBook bỏ lên tủ, quay người lôi cổ tay vợ lại. Tôi chào đảo xíu nữa là ngã vào hắn. Khoảng cách trở nên rất gần thân quen. Tôi cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của tên chồng. Chúng đều đều nhẹ nhẹ. Đúng là mấy người chuyên đi làm việc xấu, lúc nào cũng thản nhiên, chẳng mảy may kích động. Trong khi tôi là người bị hại mà cứ bấn loạn hết cả lên. Móng tay tôi bữa nay cũng bắt đầu dài lại rồi. Sao lão lại không cắt chúng trước khi hành động nhỉ? Không ngờ nhờ môn giải phẫu mà cuối tháng chúng tôi lại vượt chỉ tiêu. Mấy cái? Mặt tôi thoáng chốc đỏ ửng. Tôi cúi mặt giấu đi cảm giác nóng hồi, trả lời, một thôi. Tám. Tôi nhìn chồng chân chân. Hôm nay lão trời lớn thế, làm sao tôi đi học nổi? Nhiều vậy. Tôi phụng phịu, mai phải xin nghỉ học vì lý do chết tiệt đó. Trời ơi, xấu hổ quá. Lão chỉ tay vào một mặt tờ giấy A4 đọc chậm rãi. Cổ tay có 8 xương, được chia làm 2 hàng. Mỗi hàng có 4 xương, gồm thuyền, nguyệt, tháp, đậu, thang, thê, cả, móc. Mỗi lần nói đến một loại xương
tên chồng lại nhấn vào vị trí đó trên cổ tay tôi, làm tôi đau muốn chết. Thì ra, nãy giờ lão đang chỉ tôi học, thế mà tôi còn tưởng mấy thứ linh tinh. Cũng may là mồm còn chưa kịp văng ra chữ nào tội lỗi, chứ mà nói ra thì chui xuống đất cũng giấu không xuôi cái bản mặt suy diễn bậy bạ. Cả buổi giờ học được cái gì rồi? Tôi không học được gì cả. Vâng, thành thật. Với chồng tôi tốt nhất nên thành thật, chứ để lão phát giác thì tốc độ mỉa mai còn hơn giáo viên ngữ văn. Thế là lão chồng đã áp dụng cái cách thức vô nhân đạo để ép tôi học. Lão chỉ xương gì mà tôi không biết, lập tức sẽ tìm cái xương đó trên người tôi nhấn vào. Sau vài ngày như thế, quả thật tôi đã thuộc lòng tất cả các khớp xương trên cơ thể. Trước ngày chạy trạm, chồng chỉ vào hình nào tôi cũng lưu loát trả lời được hết. Tên ấy hài lòng: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Mấy ngày nay tôi bị sang chấn tâm lý kinh khủng. Lão chồng chẳng khác gì quỷ sa tăng, liên tục dùng vũ lực với tôi. Các khớp xương bị lão ấn đến mức muốn rớt ra ngoài. Khủng hoảng nặng nề, giờ tôi còn đang bị ám ảnh. Ước gì có thể đi xả stress. Tôi chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại lọt vào tai chồng. Lão vừa thu dọn đống giấy tôi lìa khắp giường vừa hỏi: "Muốn đi đâu?" Tôi đáp chồng, tất nhiên là mang theo ý đồ chọc tức. Ai bảo bữa giờ hành tôi làm gì? Đi ba lắc lắc. Tôi cứ nghĩ lão sẽ khùng lên rồi mắng tôi xối xả, xong bắt đi ngủ sớm để não bớt suy nghĩ đến mấy hoạt động hư hỏng. Thật không tin vào mắt mình, chồng tôi đứng dậy thay đồ. "Đi một tiếng thôi, ngủ sớm mai thi." Sương sương đến độ chỉ tô mỗi son nhẹ nhẹ. Nhìn cái bộ dạng thục nữ này không phù hợp đến chỗ ấy tí nào. Nhưng chả nhẽ nói với lão tôi chỉ muốn chọc, thế là phải cắn răng tùy tiện một lần. Lần đầu tiên đi chơi với chồng, không ra công viên hít khí trời lộng gió, không đi xem phim tìm kiếm khoảnh khắc lãng mạn, mà lại dắt nhau đến bà trị lạc. Tưởng hôm nay được xóa, vậy mà chồng tôi vẫn cái kiểu nghiêm túc khó ưa. Lão không cho tôi đụng đến rượu, mà đến ba không uống rượu thì chỉ còn mỗi nước suối. Nước đã nhạt, chồng tôi còn lạt lẽo hơn. Ánh đèn sáng đỏ, nhá nhem dọi vào sàn nhảy. Nữ DJ, thân hình bốc lửa, đeo headphone, xoay đĩa chỉnh âm điêu luyện. Cùng những tiếng hò reo là những cái lắc lư uyển chuyển. Đã mất công đến đây, lý nào lại chỉ ngồi ngắm lão chồng già hơn tôi 12 tuổi. Theo không khí nhộn nhịp, tôi vứt áo khoác lên ghế, ra sàn làm vài điệu. Được một lúc thì Danh cũng ra sàn đứng cột. Lão đứng một hồi, hào quang tỏa sáng thế nào mà tất cả mọi người đều lui ra xa để vợ lão chơi chọi một mình một cõi. Đi nhảy, thích nhất là không khí nhộn nhịp, thế này thì vui vẻ gì nữa. Tôi cong môi hậm hực bỏ vào bàn, với chai nước suối mở nắp uống vài ngụm. Về thôi, chơi thế đủ rồi. Nói rồi chồng tôi giật chai nước trên tay vợ nốc sạch. Tôi liếm vành môi, thật ra là uống chưa đã. Trời ơi, chồng tôi khát đến mức thổ lỗ đến vậy luôn ấy. Tôi tính mẻ nheo mà biết mặt lão chẳng phải dạng hiền lành nên đành câm lặng. Thôi thì về, đi chơi mang theo người già thật là khổ quá mà. Tôi và chồng rời khỏi quán bar. Tất nhiên lão đi trước tôi đi sau. Ra gần tới cổng lại là cú chạm mặt người cũ. Thế quái nào lại gặp hắn ở đây? Huy nhìn tôi, ánh mắt kiểu không dứt ra nổi. Tôi cũng nương theo ánh nhìn đó lướt qua vài giây, cứ tưởng chỉ vài bước ngắn ngủi rồi cả hai sẽ hoàn toàn xa lạ, thì chồng tôi bất ngờ gọi: "Huy à, cậu cũng ở đây à?" Theo cách xưng hô sặc mùi huyết thống này, hẳn bọn họ là cậu cháu. Tin được không? Tin được không? Người yêu cũ của tôi là cháu của chồng tôi. Hèn gì, lần trước chẳng hiểu tại sao chồng tôi lại quen biết lũ bạn chơi bời kia, hóa ra mắt xích là ở Huy. Đảo mắt khắp nơi, cố định đậu xe ban nãy của chồng, tôi muốn lao vào đó ngồi. Giả đò không quen biết hai con người này, nhưng lão Danh lại vươn tay nắm lấy tay tôi. Trước mặt người khác, tên chồng luôn tỏ ra tình cảm với tôi như vậy. Gã Huy nhìn vào hành động thân mật của chúng tôi, ánh mắt dò xét: "Đây là vợ cậu." "Vợ cậu?" "Ừ, vợ cậu là bạn cháu đấy." Chồng tôi vẫn chưa biết quá khứ giữa tôi và Huy. Qua cuộc tụ họp lần trước,
chắc cứ nghĩ là bạn bè thông thường thôi. Và hình như hôm nay Huy cũng mới biết quan hệ thật sự của chúng tôi không phải là họ hàng phức tạp mà là vợ chồng. Lúc cả hai kết hôn Huy không có mặt, tưởng tình thân mến thân, ra là thường thôi. Cậu lấy vợ, cháu qua Mỹ chơi bời với gái, ngay cả vợ cậu mà cháu cũng không biết, đến chịu. Tên đó cười khẩy, cố che lấp nội tâm bằng một câu bông đùa. Cháu không ngờ cậu lại thích gặm cỏ non. Không, là vợ cậu thích chơi đồ cổ. Tôi tính gần cổ lên cãi chồng. Em, trước mắt người ngoài, tất nhiên vẫn phải xưng hô một cách thân mật. Lão chồng cướp lời vợ mà còn cao giọng. Em gì? Ai dụ ai? Vâng, là tôi cứng họng. Lần đầu tiên của chúng tôi, lão ấy bị bỏ thuốc, nhưng cũng rất tử tế đuổi tôi đi. Vậy mà tôi vẫn ngoan cố ở lại để cho chồng thịt. Nghĩ theo một lối tiêu cực là tôi cố tình dụ dỗ lão. Nhưng nếu như tôi biết chồng mình bị bỏ thuốc, nhất định sẽ không ở lại cho lão hành. Vèo một cái, thế mà là đã đến lễ thôi nôi của Thóc. Bà nội của bé lại được dịp làm cả giới thượng lưu trầm trồ. Bà trang hoàng cho em cả núi của, vòng vàng lắc bạc, nhiều đến độ tôi thoáng chốc còn tưởng mình sinh nhầm một cây thông Noel. Thứ khác thì nhỏ, con tôi không can thiệp được, chứ mấy cái dây nhợ trên cổ, trên tay là bé đòi bứt cả buổi. Tôi mấy lần định giúp Thóc, nhưng mẹ chồng cứ cành mè lườm nguýt, mãi đến khi lão Danh tự tay tháo xuống, bà mới hậm hực bỏ qua. Tôi xoa mấy dấu hằn đỏ trên cổ tay con, xót gần chết. Họ hàng người quen đến mừng em cũng toàn tặng mấy vật có giá trị. Nhìn con tôi bơi giữa đống quà, chả khác nào đống quà kia mới là nhân vật chính. Tôi hỏi lão chồng đang đứng bên cạnh, ngày xưa anh thôi nôi cũng nhiều quà vậy hả? Không biết, nghe mẹ tôi bảo, sau thôi nồi thì xây thêm 3 cái nhà kho. Tôi tròn mắt lên nhìn chồng, ghê gớm vậy luôn. Chồng tôi nhếch môi cười nhẹ, không cần quan tâm đâu, tí tàn tiệc thì cho bớt đi. Mọi người chuẩn bị một mâm đủ các kiểu, có cả sách vở, đồ chơi cho Thóc bốc. Nó cầm vở, cầm bút lên. Cả nhà tưởng con tôi có chí học hành, nhưng rồi hai món ấy cũng bị bạn Thóc ném qua một bên. Đến tiền, nó cũng quăng như giấy lộn. Cả buổi, món gì cũng đụng nhưng chỉ tích tắc vài giây lại vứt bỏ không thương tiếc. Cuối cùng, sau khi cái mâm không còn gì cả, Thóc thích thú leo vào, ngồi nhún nhún. Tôi đến khổ với em ấy, chưa gì đã có tư tưởng đua đòi hư hỏng, cứ muốn ngồi rung đùi mà có ăn thôi. Mặc tôi hoang mang cho tương lai của con, thì họ hàng lại xúm lại nịnh mẹ chồng, bảo tôi, con tôi có chí lớn, lớn lên không làm nghề tầm thường mà phải làm nghề có tầm ảnh hưởng. Một hồi, mọi người ủa nhau chụp hình với nhân vật có tầm ảnh hưởng trong tương lai. Con tôi vốn không thích người lạ, nay lại bị bơm má liên tục nên giờ đang khóc ẩm cả lên, cái miệng liên tục gọi mẹ, mẹ, hích. Nó vui vẻ thì chẳng bao giờ gọi tôi đâu, mà hễ gặp khó khăn thì lại làm cái điệu thương mẹ. Nó mà không phải con tôi thì còn lâu tôi mới đến bế. Tôi ôm con, khách khứa lại muốn chụp hình với cục cưng của tôi, thế là tôi cũng bị lôi vào chụp cùng. Cười đến rớt cả hàm mà lão chồng chả mảy may muốn giúp đỡ. Lão chỉ lo lắc lư ly rượu trên tay, nhìn tôi chật vật với đống khách quý của mẹ chồng. Hết lượt khách này đến lượt khách khác, không ngờ tên Huy cũng bon chen lên chụp hình với mẹ con tôi. Hắn tự nhiên đưa tay về phía bé tỏ ý muốn bế. Tôi định nói là bé nhà mình không thích người lạ đụng vào người đâu. Nhưng ai ngờ con tôi mắc bệnh mê trai giống mẹ, thấy trai đẹp là cứ tròn mắt nhìn không chớp. Cũng may chụp chưa đến 3 phút, chứ không đứng gần người cũ như thế này làm tôi có cảm giác tội lỗi, giống như kiểu đi ngoại tình. Nhắc đến ngoại tình lại thấy lạ, tôi chụp hình xong thì lão chồng cũng mất hút. Giải quyết hết khách, tôi đi tìm Thanh, mang tiếng là đứa bạn duy nhất mời đến dự thôi nôi con mà nãy giờ chưa tiếp nó được tí nào. Cái Thanh bạn tôi cũng chẳng phải tay vừa, mới chân ướt chân ráo đã săn được một trai trẻ. Bọn họ nói chuyện vui vẻ, còn trao đổi cả số điện thoại cho nhau. Đợi anh kia rời đi, tôi mới ôm Thóc đến chỗ nó. Tưởng bạn tôi một mình buồn cơ đấy. Thanh chìa tay bế Thóc, con bé bị cái điệu bộ ngây ngô của bạn tôi chọc cho phì cười, giơ tay đáp lại.
Cô Thành cũng phải lo tranh thủ kiếm một cục như thóc chứ nhỉ. Thôi đi cô, từ từ đã, có con rồi mất tự do chết đi được. Thế mà có đứa ngày xưa nhất quyết muốn sinh con đấy, lỡ rồi thì phải chịu thôi. Sau câu nói của tôi, thái độ Thanh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Mà này, lỡ hay không thì giờ mày với lão Danh cũng là vợ chồng. Mày cứ tính để lão lén phén với bà kia mãi vậy à? Tao chèn ngang giữa bọn họ mà, với cả ba mẹ chồng tao còn chưa bao giờ cấm đoán được lão, huống chi tao. Nãy tao mới thấy lão cùng người ta tung tăng hẹn hò ngoài vườn hoa kia kìa. Mà tao nói mày biết trước, mày mà không lo giữ chồng, để bà kia có bầu rồi thì có chuyện. Lúc đó không khéo lại đòi làm mẹ của thóc luôn. Danh có thể lấy tôi vì thóc, cũng có thể làm điều tương tự với người khác, lại càng hợp lý nếu đó là người anh ta yêu. Đến lúc đó tôi có phải sẽ bị vứt ra đường như một túi rác hay không? Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, cuối cùng không dám nghĩ tiếp nữa. Thôi tao về đây, mẹ chồng mày cứ nhìn tao lườm lườm sợ chết đi được. Tôi quay người nhìn thấy mẹ chồng mình đang cùng vài người bạn ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Ừ, thôi mày về nhé, mẹ chồng tao thế đấy, ai cũng không làm bà ấy hài lòng được. Thế thì mày càng nên xem lại bạn gái cũ của chồng mày. Tao thấy bà ấy với mẹ chồng mày cười nói vui vẻ lắm đấy. Không khéo lại đang ủ mưu lật mày cũng nên. Chứ ai đời làm con dâu hụt nhà người ta rồi mà vẫn đến đây vui vẻ như không có gì xảy ra. Chắc bà ấy tốt thôi mày ạ. À, mấy lần bà ấy cũng giúp tao trước đám bọn nhà giàu kia mà. Lại gầy, làm gì có ai tốt đến mức đó. Mày nghĩ xem, tự dưng từ đâu có một con bé có bầu với chồng sắp cưới của mình, rồi thằng đó lấy con bé kia luôn. Không hận mày thấu xương tủy thì thôi, tao thấy bà đó đang diễn trò đấy. Thôi được, mày về đi. Thấy tôi liên tục hối thúc, Thanh mới trả thóc cho tôi, cầm ví ra ra về. Lời Thanh nói không phải là không có lý. Trên đời này, làm gì có người tốt như vậy, hoặc chồng tôi đang yêu một thiên thần. Suy nghĩ thoáng qua khiến tôi buồn cười. Nếu Thục Khuê là thiên thần, hẳn tôi sẽ là ác quỷ. Thóc nhà tôi bắt đầu lắc lư cái đầu. Cái Thanh hay thật, nói chuyện một hồi đã khiến con tôi ngủ luôn. Chuyện mà mỗi lần tôi làm với bé đều rất khó. Tôi ôm con lên phòng mới hay, lão chồng đã về phòng và đang đi tắm. Đặt bé lên giường, tôi lờ mờ nhìn thấy vài bức ảnh lấp ló trong bọc giấy trên đầu tủ. Tò mò, tôi lấy thử một tấm ra xem. Lúc này, chồng tôi cũng từ nhà tắm đi ra. Ảnh nhìn đẹp nhỉ? Tôi giật mình, làm những tấm còn lại rơi vãi đầy sàn. Từng tấm, gợi nhớ những mảng ký ức tưởng đã bị một thời gian vùi lấp. Huy và tôi, cuộc tình ấy giống như vừa mới hôm qua. Lúc yêu đương, hai đứa từng có một hẹn ước, nếu chụp đủ 1000 tấm hôn môi thì sẽ cưới. Kết quả là đến đâu cũng tranh thủ làm màu. Nhưng chúng vốn dĩ đã được gỡ bỏ hết khỏi mạng xã hội khi cả hai chia tay. Vậy mà hôm nay nó đang nằm trong tay chồng tôi. Tôi thất thần vài giây, sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh nhìn chồng hỏi. Làm sao anh có mấy cái này? Có người mang đến. Là ai? Người quen. Nói rồi lão đi đến giường, lười nhác bấm điện thoại. Quen là ai? Vì lên giường theo chồng, tôi quyết tâm đeo bám sự thật. Hỏi làm gì? Tính giết người diệt khẩu à? Tôi ấp a ấp úng, tính giải thích nhưng Danh lại nhanh miệng nói trước. Quá khứ thôi mà, ai chẳng thế. Ngày xưa tôi còn dữ dội hơn đây nhiều. Dữ dội hơn là làm đến cái gì rồi? Thế mà bạn tôi còn nói lão lúc ấy còn nguyên đai nguyên kiện. Đến giờ tôi vẫn còn tự hào, vì dù không phải người phụ nữ duy nhất, nhưng lần đầu của chồng cũng thuộc về tôi. Càng nghĩ lại càng buồn. Dữ dội thế chắc cũng khó quên nhỉ. Tay chồng rưng rưng nói chuyện theo kiểu vô tâm vô phế. Tôi tức nên hùa theo cho bõ. Ừ, còn đang tính ngoại tình đây. Sao cũng được, đừng để mẹ tôi biết là được. Đúng là không có tình cảm, mọi việc nó cứ nhẹ nhàng diễn ra, không để lại tí cảm giác người chồng bị phản bội, không có chút kịch tính như phim ảnh. Đáng lý ra anh ta phải hỏi, trách móc, thậm chí xỉa xó tôi cũng được. Đằng này lại phô ra cái điệu bộ bao dung lộng gió.
người biết vợ và cháu từng yêu đương, vợ còn có ý định ngoại tình mà vẫn bình thản được thì chỉ có thể là chồng tôi. Thấy tôi cứ chờ, chồng tôi lại bắt đầu cáu. Còn đứng được ra đấy, nhặt ảnh rồi đi tìm cách hủy đi. Là tôi chứ đến tay mẹ thì cô cũng biết hậu quả rồi đấy. Tôi vội khom người nhặt từng tấm lên. Có hình và có thể gửi nó chỉ một. Tên Huy này rốt cuộc đang muốn làm cái trò gì đây? Tôi nhặt hình xong nhét hết chúng vào trong túi riêng, sau đó ra ngoài gọi cho Thanh. Mày còn giữ số gã Huy không? Cho tao. Còn số lúc trước ấy, không biết giờ còn dùng nữa không? Mà có chuyện gì à? Ừ, hôm nào tao kể cho nghe, gửi số qua cho tao. Điện thoại tinh một tiếng, Thành đã gửi. Tôi nhấn vào dãy số kia, bấm nút gọi. Gần 2 năm trôi qua, các quán cà phê này đã thay đổi rất nhiều. Cái khuôn viên toàn cỏ xanh giờ đã được múc lên làm nơi nuôi cá. Những chú cá koi đủ màu lượn mình trong nước, ngụp lạ lăn tăn, tạo nên rất nhiều sóng nhỏ. Tên Huy vốc một nắm đồ ăn dài xuống. Có chuyện gì mà gọi anh? Tôi lấy trong túi ra một dấp ảnh ném lên bàn. Là anh đúng không? Huy đẩy từng tấm hình một ra xem, sau đó từ tốn nói. Không, không là anh thì ai có thể đem chúng đưa cho chồng tôi? Em nghĩ anh tồi tệ đến mức đó à? Dù gì chồng em cũng là cậu anh. Anh sao có thể phá hoại hôn nhân của cậu mình, hại cháu mình không có một gia đình hoàn hảo. Vậy tại sao chồng tôi lại có những tấm hình này? Anh không biết. Anh còn giữ chúng không? Huy dường như muốn lảng tránh, nhưng đến cùng vẫn không tránh được đôi mắt kiên định của tôi. Còn trong điện thoại? Ừ, vẫn không cài mật khẩu à? Không. Anh giữ lại chúng làm gì, trong khi chúng ta đã chấm dứt rất lâu rồi? Hay anh có ý đồ xấu? Anh không có, tại vì anh không thể xóa, vì anh chưa thể quên được em. Không có những tấm hình đó, anh sẽ phát điên lên mất. Trong giây phút đó, tôi bỗng chốc dao động. Chỉ ít tình đầu của tôi chưa phải một mối tình chó cắn. Còn vẫn vương vậy thì trước kia không hoàn toàn chỉ là cảm giác chinh phục. Có cảm xúc thì vẫn không uổng phí quá khứ tôi từng yêu hắn như vậy. Điện thoại đâu? Giọng tôi nhẹ đi, bớt gay gắt hơn ban đầu. Huy do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa cho tôi. Tôi mở Zalo, dò tìm nick của Thục Quê. Từ lúc nói chuyện với Thanh, tôi không còn quá tin tưởng bà chị kia nữa. Trong vụ này, kẻ muốn chia rẽ vợ chồng tôi chỉ có 2 người. Mở được cuộc trò chuyện ra, tôi đưa ra trước mặt Huy. Không có chuyện mờ ám, tại sao lại xóa tin nhắn? Đôi mắt Huy thoáng chốc bất ngờ. Anh thật sự không biết chuyện này. Trước đây chị ấy là bạn gái của cậu, nên anh cũng chỉ kết bạn như một phép lịch sự. Vốn dĩ từ trước đến nay chưa bao giờ liên lạc. Chờ Huy nói hết câu, tôi liền vung tay, một cước ném điện thoại xuống nước, đem tất cả ký ức xưa cũ rơi theo. Quá khứ rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Nếu Huy không thể đặt xuống, vậy thì để tôi giúp anh ta. Có những chuyện nếu đã sai thì không thể thay đổi, không thể sửa chữa, chỉ có thể thừa nhận và chịu sự trả giá. Chồng tôi là cậu của anh, nên từ nay anh vẫn nên gọi tôi một tiếng mợ. Nói rồi tôi đứng lên quay gót rời đi. Khoảnh khắc Huy đưa máy cho tôi đã tin hắn. Huy có thể là một tay ăn chơi lêu lỏng, một tên đàn ông tồi, nhưng hắn ta không phải loại người thích ném đá giấu tay. Tôi chưa rõ ai chủ mưu trong vụ này, nhưng chắc rằng nó có liên quan đến người cũ của chồng. Thiên thần đã bắt đầu sa đọa. Không, có lẽ vốn dĩ chị gái kia chả phải thiên thần như tôi thường nhầm tưởng. Lúc tôi về đến nhà, vừa hay đúng lúc Thục Khuê từ nhà chồng đi ra. Chồng thấy tôi, chị ta thoáng bất ngờ, nhưng rồi vẫn đi đến thái độ lo lắng. Sao lại về lúc này? Anh Danh chưa nói gì với em à? Chuyện gì vậy chị? Cái ảnh này thật, suốt ngày mải lo công việc, chị đã gọi điện nói là bác ái đang giận rồi mà. Lời chị ta, giờ tôi chỉ dám tin một phần nhỏ, nhưng cũng không nên thể hiện quá lộ liễu. Giận à? Ừ, bác biết chuyện của em với Huy rồi. Tôi hoàn toàn sửng sốt, cứ nghĩ đã nhắm vào chồng tôi rồi, có lẽ sẽ chưa đến tai mẹ chồng. Vậy mà không ngờ người này lại thích chơi liên hoàn kiếm. Thục Khuê vỗ vai tôi, vậy mới nói đừng bao giờ trở thành tình đầu của một chàng trai. Họ không buông bỏ được,
mình muốn dứt cũng chẳng thành, chị em chúng mình đều khổ như nhau. Tôi cười thầm, lời nói kia chứa đựng quá nhiều ý tứ khôn khéo. Chị ta vừa muốn nói Huy là kẻ bày trò, lại vừa đá động đến việc chồng tôi không thể buông bỏ mối tình với chị. Con người tâm cơ như này, vậy mà giờ tôi mới biết. Đúng là tôi không phải đứa ngốc bình thường. Thôi, em vào nhà đi, bác nói gì cũng nhịn vài câu cho êm chuyện. Tôi nhìn bóng lưng người yêu cũ của chồng rời đi, rồi lại nhìn căn nhà rộng thênh thang trước mặt, sóng gió lại sắp ập tới rồi. Vào nhà không khí ngột ngạt đến tột độ, mẹ chồng tôi ngồi trên ghế chạm khắc hoa văn rồng phượng quát, quỳ xuống. Tôi biết mình đã phạm vào giáo điều trong nhà nên không dám cãi, an phận quỳ. Mẹ chồng tôi ném một sấp ảnh dưới sàn là số ảnh quá khứ của tôi và Huy. Con gái con nữa, chưa chồng mà ôm hôn nhau trước bản dân thiên hạ, đúng là cái thứ chắc nết. Chuyện này mà để lọt ra ngoài, tổ tiên bà đời cũng bị cô bôi cho chắt chấu. Lúc đầu cô có thai trước, tôi đã nghi ngờ phẩm hạnh của cô rồi. Cứ tưởng cô chót dại lần đầu, ai ngờ với ai cô cũng ẻo là như thế. Mà cô ẻo là thế nào thì chớ, sao cứ vơ hết con cháu nhà này thế hả? Mẹ chồng tôi ức lắm. Thời đại bây giờ, yêu đương thể hiện chút tình cảm là chuyện bình thường. Dẫu được chồng kể là gia đình nhà lão có dính líu đến gốc gác vua chúa nên phép tắc có phần nghiêm ngặt, nhưng như vậy thì cổ hủ quá. Mẹ, con thấy chuyện này không có gì. Tôi tính nói tiếp nhưng thấy mắt mẹ chồng trợn ngược, biết làm trái ý bà chỉ thiệt nên đành xoa dịu. Cũng là chuyện trước đây thôi ạ. Từ ngày lấy chồng, được mẹ dạy bảo, con chưa bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình mình cả. Về đây làm dâu gần 2 năm, tôi cũng hiểu sơ sơ tính mẹ chồng. Bà ngoài mặt hổ báo cáo chồn thế thôi, nhưng lại rất thích ngọt. Nói vài lời dễ nghe, cuộc trò chuyện sẽ có thể biến chuyển tốt hơn. Cái này không phải tôi lươn lẹo, mà là lão chồng dạy tôi, mãi thì cũng phải tiếp thu được một tí. Để tôi biết được cô cắm sừng con tôi thì liệu cái thân cô đấy. Nói rồi bà đứng dậy rời đi, nhưng cũng đâu dễ dàng để mọi chuyện qua loa như vậy. Mẹ chồng cấm tôi 3 ngày không được bén mảng ra khỏi cổng. Tôi biết phạt như thế là nhẹ nên chẳng dám kêu ca, vội nhắn tin bảo cái Thanh xin cho nghỉ học. Nó nhắn lại, con cháu vua chúa hay con cháu chua vú, mày, gặp mày chứ gặp tao là tao hất. Tôi đọc xong thì phì cười. Bạn tôi luôn có những loại ngôn ngữ vượt qua trí tưởng tượng của con người. Sau 3 ngày phạt ấy, cuộc sống của tôi quay về với quỹ đạo bình thường. Mẹ chồng thì vẫn khó đăm đăm như thế, nhưng dạo này tôi biết chiều ý bà, thành thử bà cũng bớt gay gắt hơn trước. Gió đông ngày càng đậm đặc, những luồng gió buốt rát lầy truyền cả một thảm thực vật trước hiên. Lá vàng rụng đầy sân, thân cây lẻ loi như một tên khổng lồ không chịu mặc áo. Năm này lạnh quá mày nhỉ. Cái Thay ngồi bên cạnh suýt xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì cóng. Tôi nhìn khung cảnh trước sân trường đang dần thay đổi, gật đầu. Ừ, vậy là mai có đứa 20 tuổi rồi. Nhỏ bạn đưa ra một hộp quà to đùng. Tôi lắc lắc áp tai vào nghe. Gì đấy? Năm trước nhà chồng mày cổng cao tường sắt, tao trèo không được. Năm nay xem như bù 2 năm đấy nhé. Chúng tôi chơi thân nên chẳng cần khách sáo, thế nên tôi lấy quà bỏ vào học bàn, còn đưa mắt nghi hoặc. Mà mai mới sinh nhật tao mà, hôm nay đột nhiên tặng quà. Tôi mà nghĩ là cấm sai bao giờ. Cái Thanh nhìn tôi hí hửng. Mai tao hẹn anh khóa trên đi xem bóng đá rồi. Năm nay Việt Nam lần đầu được vào vòng loại thứ 3 của World Cup mà, phải đi cổ vũ chứ. Tôi nghe thế thì rụi lờ. Vậy mà cứ tưởng năm nay có người cùng đón sinh nhật. Thế vẫn chưa buồn lắm đâu. Vì muốn riêng tư nên tôi đã ngu ngốc bắt cóc bạn Thóc qua phòng mẹ chơi. Quay qua quay lại pha bột cho bạn thì bạn ấy đã nhanh tay biến iPad của mẹ thành quả bóng, vứt xuống sàn kế phịch. Đèn thui màn hình, nghĩ đến cảnh ngày mai sinh nhật, một mình lại chả có iPad xem bóng đá, tôi giàu đến thối cả ruột. Giá như lão chồng tôi cũng giống Huy ngày trước thì tốt quá. Sinh nhật là cho tôi cả núi điều bất ngờ. Tôi cũng muốn nhận quà từ chồng
mà lão có yêu tôi đâu, thế nên chả bao giờ bận tâm đến những ngày kỷ niệm nho nhỏ. Chồng tôi vô tâm, bù lại được cái rất hào phóng. Lần trước làm rơi điện thoại của tôi, Mai đã mua cái khác xịn hơn cho tôi dùng. Lần nào xé rách đồ của tôi thì cũng mua mẫu mới nhất để bù đắp. Thế nên tôi nghĩ lão mà phá hỏng iPad của mình, Mai lại có cái xịn sò hơn làm quà sinh nhật. Tôi quyết rồi, năm nay phải nhận được quà từ chồng. Quay sang ôm thóc thơm chùm chụp, sao con bé nhà tôi lại thông minh thế nhỉ? Đúng là quân sư tí hon của mẹ. Tôi mang cái iPad là sản phẩm phá hoại của thóc để ngay trước cửa. Kiểu gì, lão ấy đi về cũng phải đi ngang qua. Chỉ cần một bàn chân dậm vào là ngày mai tôi lại tung tăng với em iPad mới. Trèo lên giường ôm con, tôi cùng nó đợi chồng mắc bẫy. Thế quái nào, lão lại tình như cũ, đứng ngay trước cửa bảo, máy ở đâu đây? Sau đó còn cầm vào đưa cho tôi. Tôi không lờ được chồng thì chuyển sang nói bóng gió, bảo thóc phá hư cái iPad của tôi rồi. Những tưởng lão sẽ vì câu còn dại cái mang mà mua cho tôi cái mới, nhưng không, lão chỉ ừ một tiếng hời hợt rồi đi tắm. Tôi cũng hết hy vọng với chuyện này. Tôi hôm sau chỉ còn biết mang điện thoại ra chờ xem bóng đá. Công việc của chồng tôi sớm muộn thất thường, có hôm còn không về nhà, nên tôi cũng chẳng ngờ 11 giờ đêm mà lão lại mò về. Tắm xong thì vừa lau tóc vừa hỏi tôi, sao chưa ngủ? Tôi đang đợi xem bóng đá. Xem bằng gì? Lão thừa biết tôi hỏng iPad rồi nên lại muốn gây chuyện đấy mà. Tôi nghèo thì tôi chấp nhận phèn, không ngại chia sẻ phương tiện phục vụ đam mê của bản thân. Tôi xem bằng điện thoại. Xem điện thoại ít thôi, đau mắt đấy. Ý lão là tôi đi ngủ sớm đi, đừng có hò hét gây rối, ảnh hưởng đến giấc ngủ của lão. Đã thế, tí tôi phải gào thật to. Tôi biết rồi. Trong ngăn tủ thứ hai có cái iPad của tôi đấy, lấy xài tạm đi. Nói rồi chồng tôi lại ra ban công gọi điện, chắc là đi chúc ngủ ngon người yêu cũ. Đừng tưởng giả đò làm người tốt một tí thì tôi sẽ để yên cho lão ngủ. Mở đi. Mở học tủ lấy đồ, tôi mới phát hiện nó còn nguyên trong hộp. Lão rõ ghét, có MacBook, iPad cũng phải đến 2-3 cái rồi thế còn mua thêm, trong khi vợ lão thế này lại chả chịu đầu tư cho một cái. Tôi tháo lớp giấy bao bọc, thao tác tất nhiên là mạnh bạo. Tôi đây là muốn phá hư đồ của lão cho bỏ tức. May quá mở lên thì vừa kịp giờ trận đấu bắt đầu. Tôi xem bóng. Lão cũng đã vào trong, lấy MacBook ra gõ gõ. Một hồi thấy lão có ý định đi ngủ. Tôi là vì toàn dân thức đêm cổ vũ đội tuyển quốc gia mà tức thay. Này, đi ngủ đấy à? Ừ. Cả nước đang thức xem bóng đá đấy, anh chả có tinh thần dân tộc gì cả. Nghe tôi nói thế, chồng tôi mới chịu mò dậy, giật iPad từ tay tôi chăm chú xem. Đồ của họ mà, nên tôi không dám thái độ, chỉ dám mặt dày mò lại gần xem ké. Xem chung được một lúc thì vợ chồng tôi bất đồng quan điểm. Này, rõ ràng mình đá vào mà sao ông trọng tài lại không công nhận? Ông này đã bị mua rồi đấy này, liệt vị thì không công nhận là đúng rồi. Một hồi máy quay tiến lên mấy anh dự bị đội nhà sinh trai, tôi lại thắc mắc. Sao mấy anh đẹp thế mà huấn luyện viên không cho vào sân nhỉ? Đẹp không có nghĩa là sẽ đá hay. Tôi bình luận cho trận đấu sôi nổi mà chồng tôi cứ bị thái độ ấy. Nên ghét không thèm phí lời với lão nữa. Mãi đến khi đội nhà ghi bàn, tôi vui quá nhảy dựng lên. Vào rồi này. Ừ, có bị liệt vị không? Không. Thế là không bị hủy đúng không? Đúng. Một hồi sau tôi thấy chồng cứ nhìn mình với kiểu khó hiểu, cứ tưởng lão bị ngáo. Hóa ra là do đôi tay không an phận của tôi đang ôm người ta rõ khéo. Tôi vội thụt tay về, nhưng đêm đó cái gối ôm của tôi lại mất tích, thành thử tôi nhầm chồng là nó, còn mơ mới mua được cái gối ôm khổng lồ. Ngày hôm sau, không biết lão ấy có chuyện gì mà tiện đường chở tôi đi học. Lúc trên xe vẫn mải mê làm việc trên iPad, tôi phát hiện lão vẫn xài cái cũ nên mới có ý đồ xin xỏ. Này, gì? Anh mới mua iPad à? Mới cho đập hộp hôm qua mà còn hỏi. Mà anh đâu dùng đâu đúng không? Sao cô biết tôi không dùng? Anh đang sử dụng cái cũ mà. Lão nhìn cái iPad mình đang cầm trên tay liếc tôi. Muốn nói gì thì nói đại đi. Cho tôi nhé. Tôi cố ý làm mắt long lanh nhất có thể. Mắt tôi to
nên long lanh thì không ai bằng. Vợ mặt dày quá nên lão chồng đành mò mò tìm cái iPad mới kia ném qua người tôi. Gì chứ mấy thứ giá trị tôi chụp nhanh lắm, xem như quà sinh nhật. Tôi bất ngờ thảng thốt nhìn chồng, dù tùy tiện nhưng lão vẫn biết hôm qua sinh nhật tôi nên tôi rất vui. Hôm đó trên lớp còn khoe với cái Thanh rằng được chồng tặng quà sinh nhật. Bạn Thanh thấy tôi cao hứng cũng cảm thán theo, sướng nhỉ. Lúc đầu tôi cứ tưởng là nó đang ca tụng cuộc sống hạnh phúc của mình, một hồi mới hay là người ta đang là chê tôi lố bịch. Người ta mua nhà, mua xe, mua hột xoàn, lão chồng mới cho cái iPad mà hí hửng như thằng bờm được nắm xôi. Tôi có thẻ đen mà, mấy cái đó tôi mua được hết, chỉ là vẫn thích cảm giác được người khác tặng quà. Nên nó có nói gì kệ nó, tôi vẫn vuốt ve cái iPad, cười đầy mãn nguyện. Nhà chồng tôi cứ mỗi tháng đều mở tiệc ít nhất một lần, mẹ chồng bảo để tạo dựng mối quan hệ, nhưng tôi chả thấy tạo dựng gì cả, toàn thấy mấy mẹ mấy chị đem kim cương hột xoàn ra khoe mẽ, mấy anh thì mượn cớ quá chén rồi cưa cầm gái xinh, ngay cả lũ trẻ con còn chưa kịp cai sữa cũng bắt tụi nó làm quen để định đoạt hôn nhân đại sự. Nói chung là một ngày tiệc hội đủ tệ nạn giới thượng lưu. Sờ bộ kim cương lòng thòng trên người mà tôi không khỏi ngán ngẩm. Tôi chỉ mới 20, đeo chúng vào liền cảm thấy bản thân trở thành phụ nữ tuổi ngoài 30, vừa to vừa thô, chả biết nó tôn lên được mấy phần sang trọng mà mẹ chồng nặng nặc một hai bắt tôi đeo cho bằng được, còn bảo rằng tôi vốn xấu xí nên phải có tí của để gọt rũa bớt con người. Lấy từng ly nước ép từ khay của người giúp việc, tôi kính cẩn nghiêng mình đưa cho từng bà lớn trong hội bạn thân của mẹ chồng. Tôi là một con bé từ trên trời rơi tõm vào cái xã hội thượng lưu, chả thân thiết gì với mấy cô tiểu thư có số má. Thế nên đành theo mẹ chồng giả đò là một cô con dâu hiếu thảo. Chị ái hay thật, kiếm đâu ra bé dâu vừa sinh lại chu đáo thế này, đúng là phúc đức rơi hết vào nhà chị rồi. Được khen nên tôi cũng chỉ xuất phát từ phép lịch sự đáp, còn cảm ơn cô ạ. Nào ngờ mẹ chồng lại liếc tôi một cái rồi nói lại bà bạn, còn vụng lắm chị ạ, có tí tuổi đầu mà đã đòi lấy chồng, có biết gì đâu, tôi phải dạy mãi. Tú Anh thế là giỏi rồi, chứ tôi thấy lũ trẻ bây giờ toàn thích bay lắc với nhau thôi, chứ làm gì chịu nói chuyện với lũ già nua như chúng mình. Vẫn là chị ái biết cách dạy con dâu. Ôi dào, mấy chị đừng khen nó lại tưởng là thật đấy. Cứ lấy tôi ra làm điểm tựa, chứ mấy bà phu nhân kia thực chất đang hùa vào nịnh mẹ chồng tôi. Bà trong lòng thì sướng rơn rồi, ấy mà vẫn phải giả bộ làm giá. Từ xa, lão chồng tôi cũng đi đến chào hỏi bạn mẹ, còn tiện tay vòng qua eo tôi, tự nhiên như kiểu mặn nồng son sắc lắm ý. Tôi nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của ai kia. Bình thường, lão chả bao giờ đeo, nhưng để diễn tròn vai nên mấy dịp này mới miễn cưỡng chấp nhận nó trên tay. Chào hỏi xong, còn không quên bới lông tìm vết vợ. Lão nói nhỏ vào tai tôi rằng đừng có chạy lung tung, lại phá hư mấy cái bình cổ quý giá nhà lão như những lần trước. Chọc điên tôi rồi mới thủng thẳng rời đi. Sau một hồi phục vụ từ góc chân đến răng tóc cho mấy vị phu nhân lớn tuổi, cuối cùng mẹ chồng cũng chịu giải thoát cho đứa con dâu này. Xuống bếp xem còn món nào chưa đem lên thì bảo đám dưới ấy mang lên cho khách, đừng để đồ ăn thiếu, hết món nào bổ sung liền món ấy. Dạ, tôi hí hửng rời đi, chuyện này đã có bên tổ chức lo rồi, sợ đụng vào lại hỏng bét, nên quyết định sáng suốt vẫn là tìm một chỗ núp đợi xong xuôi bữa tiệc. Cái thóc không biết làm thế nào mà thoát khỏi khu vui chơi của lũ trẻ, bỏ được đến đây. Nó bu lấy chân tôi, hai tay giơ lên cao đòi mẹ bế. Tôi cúi người xuống ôm lên, hai con mắt em tròn xoe áp vào ngực mẹ. Còn quỷ nhỏ này, chỗ này không được đâu. Nó dụi dụi một hồi mà thấy tôi không cho nên có ý định nháo. Tôi phải lấy một cốc nước ép kiếm chỗ có ghế, ngồi xuống bón cho em, cố gắng xoa dịu cơn khát sữa của thanh niên nghiện ngập. Lúc đầu thóc phản đối ra mặt, đưa thìa tới miệng là lắc qua lắc lại bất mãn, nhưng rồi đói quá cũng phải cam chịu số phận uống nước trái cây. Tôi đút cho con xong cũng tiện uống luôn phần còn lại.
Thế quái nào tên bạn trai cũ lại thấy cảnh ấy? Huy đến chỗ mẹ con tôi. Lúc trước anh nhớ em đâu có thích uống nước trái cây nhỉ? Không phải tôi không thích uống, mà hồi đó bị bệnh cuồng trai. Nên Huy uống gì tôi cũng học uống theo cho bằng được. Giờ nghĩ lại mới thấy ngu hết chỗ nói. Ai rồi cũng thay đổi thôi. Tôi lại nhạt trả lời. Con bé có đôi mắt rất giống em. Cảm ơn. Thấy tôi không có thiện chí trò chuyện, Huy cười khổ đút tay vào túi quần. Nếu như hồi đó anh trưởng thành hơn thì có phải sẽ không mất em không? Tôi nhìn Huy rất lâu rồi mới cụp mi xuống, ôm con thơm lên má, tỏ ý từ chối trả lời. Huy không nán lại quá lâu, tôi vịn cho thóc tập đi một lúc thì hắn ta cũng đã rời khỏi. Trong phút giây ngắn ngủi khi người kia nói ra mấy lời ấy, mọi oán trách dành cho họ đều tan biến. Nhìn vào đôi mắt kia, tôi thấy được nỗi tuyệt vọng xen lẫn tự trách của Huy. Chúng tôi cách nhau một đoạn đường tuổi trẻ, bồng bột, sốc nổi, để rồi lạc mất đối phương. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, đời này mà có nếu như thì tôi sẽ không chọn cách bán thân để trả thù, sẽ không kết hôn với người mình chẳng yêu, sẽ chờ đợi Huy trưởng thành, đợi anh yêu tôi lý trí hơn quá khứ. Tiếng nhạc không lời vang lên, những cặp đôi cùng nhau sánh đôi trước sảnh lớn. Thóc đột nhiên nhìn tôi sụi lơ, chỉ tay lên cầu thang gọi, mẹ, ý muốn tôi bế em về phòng. Chắc lại nhớ mấy món đồ chơi phát ra âm thanh hay ho vui tai. Thóc cũng giống tôi, đều không thích những bản nhạc khiêu vũ xa hoa phủ phiếm. Tôi ôm con vào lòng thủ thỉ, mẹ biết là Thóc không thích ở đây, nhưng Thóc có muốn mẹ bị la không? Mẹ sợ bị bà la lắm. Một lúc sau, con bé trong lòng tôi ngủ tiếp đi, tôi cũng mơ màng ngủ gục lúc nào không hay. Tỉnh lại, Thóc đã mất hút khỏi vòng tay, hoảng loạn chạy khắp hội trường tìm kiếm, mới hay em đang được ba bế. Dành một tay cầm ly rượu cùng với bạn, tay còn lại nhấc Thóc ngang vai. Tự nhiên tôi thấy bình yên quá, không cần những xúc cảm mãnh liệt trong tình yêu, chỉ cần chúng tôi đều yêu thương Thóc thì cuộc hôn nhân này vẫn có thể được duy trì. Nhưng vài phút sau đó, tôi đã hối hận biết mấy bởi suy nghĩ chóng vánh kia. Tôi chạy đến ôm con, cốt tính tạo cơ hội cho chồng thoải mái nói chuyện, thế mà lão lại được nước móc mỉa. Thôi khỏi, cô chồng con tốt quá, ngủ quên xém xíu nữa để Thóc ngã sứt đầu mẻ trán. Tôi có cố ý đâu, tại nhạc khiêu vũ nghe buồn ngủ quá. Quên nhỉ, cô thì chỉ nhạc sàn giật giật thôi, nhạc nhẹ sao nuốt nổi. Chúng tôi vẫn tình cảm nói nhỏ vào tai đối phương. Nhìn vào cứ tưởng nói chuyện vui thôi, có ai ngờ tất cả bạn bè, đối tác đều bị lừa.